Dạ, cô chào ông. Ủa, Rom. Dạ. Bữa nay không đem cá tới bán cho nhà ta sao? Dạ có. Hồi sáng có mấy con cá lớn, con đem bán cho bà rồi. Dạ, còn mấy con cá nhỏ này á, là con mới câu. Vậy hả? Dạ. Dạ, ta thì ta lại thích ăn cái loại cá nhỏ như vậy. Nướng lên nó thơm mà chấm muối ớt ăn là thích lắm á. Dạ. Hay là ngươi bán luôn mấy con cá này cho ta đi. Dạ, không được đâu ông. Mấy con cá này á, con phải đem về để con làm món chiều cho nhà con. À, vậy hả? Thôi ngày mai nhớ nghe, cá nhỏ cá lớn gì cũng bán hết cho nhà ta ha. Nói là ông dặn vậy ha. Dạ, con nhớ rồi. Ngày mai con sẽ mang đến cho ông. Dạ. Vậy nghe. Dạ, cô chào ông. Cô chào ông. Về hả con? Mẹ, sao mẹ không để nó đi? Con về rồi con nấu cho. Trời đất ơi, mẹ chỉ nấu nồi cơm hả? Đợi chín tới là vừa rồi. Ủa, trời ơi, bắp ở đâu ngon quá vậy con? Mà sao nhiều quá vậy? Ở đâu vậy? Dạ, chị Mười á, chị dặn là con đem ra bán nửa rổ thôi. Còn lại nửa rổ đem về nhà luộc ăn đi. Trời ơi, phải mẹ biết sớm mẹ đâu có nấu cơm chi. Dạ. Bắp mới hái vậy nè, luộc ăn ngọt lắm. Dạ. Thôi bây giờ để mẹ bóc trước đi. Cái dạ. Mẹ nấu rồi tối ăn cũng được hả con? Dạ. Thôi đủ rồi đó con. Con đem vô giao cho cô Mười dạ. đi. Rồi được rồi. Ủa Minh, giờ này mà mình còn mang đi bán nữa hả? Thì bây giờ em đem qua cho chị Mười nè. Em qua bệnh chút xíu em về liền. Minh à. Dạ. Mình để đó tôi mang qua bệnh cho chị Mười cho. Nè, mình ở nhà làm cá chuẩn bị cơm đi. Vậy cũng được. Mấy con cá ngon quá ha. À Minh à, mình nhớ lấy một con đem nướng xong để đó cho tôi nghe. Dạ. Sao vậy? Thằng này lạ thiệt nha. Bữa nào mà nó đem cá về là y như rằng kêu mẹ nướng một con để đó cho nó. Một mình nó không nói gì. Bây giờ có vợ rồi. Rồi hai con rồi, ai ăn ai nhịn. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có la ảnh hoài. Chắc là ảnh thích ăn cá nướng thôi mà. Mẹ sợ con buồn thôi, chứ mẹ đâu có tiếc gì con cá. Thôi đem ra sàn nước làm đi con. Cá này mà kho tiêu ăn với đậu bắp á, trời ơi hết ý luôn á. Đi đi con. Dạ con làm liền. Rồi thôi con ra con làm cá đi. Mẹ nghĩ ta ăn bắp đi mẹ. Con cứ ngồi xuống đó đi rồi ăn trước đi. Mẹ đang lỡ tay hồi mẹ ăn sau cũng được. Mẹ à, mẹ cứ để con làm. Mẹ ăn bắp đi mẹ. Chuyện nhỏ mà, để đó mẹ làm. Mẹ à, mẹ thấy thương con quá. Con về làm dâu nhà nghèo khổ, phải làm lụng cực nhọc, luôn tay luôn chân, ăn uống thì lại kham khổ. Con phải mang ơn mẹ mới đúng. Con mồ côi cha mẹ, không bà con thân thích. Được mẹ thương, mẹ nhận con về làm con dâu. Được anh Ròm thương, con không đòi hỏi gì nữa đâu. Mà con à. Dạ. Rồi thằng Ròm đâu cũng kêu ra ăn bắp luôn. Dạ, con thấy anh lưu cuối ở dưới bếp với mẹ. Anh nói là con lên trước ăn với mẹ đi. Có gì anh ăn sao? Rồi à. Nó xuống ngồi ăn cá nướng mình nói dưới á. Dạ chắc vậy á. Ông Thao, ra đi con nướng xong rồi. Ông Thao. Trời ơi, ông Thao, ông làm con hết hồn mà. Trời ơi, ông Thao, ông ăn từ từ thôi, coi chừng mất xương. Biết là vậy rồi, nhưng mà ngon quá, người ta dằn không có được. Con biết ông thích ăn, cho nên bữa nào đem cá về, con cũng dặn vợ con là chưa cho con một con hết. Để con để dành cho ông đó. Con chỉ có ông là bạn thôi, con không có quên ông đâu, ông đừng có lo. Nhưng người mới lấy vợ,
nhà có thêm miệng ăn, nhưng phải chịu phần cho ta thì ta thấy ngại quá. Không được có lo, mẹ con và vợ con thương con lắm. Với lại vừa có một con cá thôi, đâu có đáng gì đâu. Vậy ta cũng đỡ lo. Nhưng thiệt tình ta cũng khoái cái món này lắm. Phải công nhận nha, người tốt phước lắm á, mới lấy được một người vợ hiền lành, lại hiếu thảo với mẹ ngươi nữa. Dạ. Chứ nghèo mạt sắc như ngươi làm sao lấy được vợ đẹp lại hiếu thảo như vậy. Dạ ông nói chí phải. Con nghèo hèn như vậy mà kiếm được vợ đã là hên rồi. Vậy mà con lại có ông Táo là bạn của con nữa. Con nói thiệt, trên đời này không ai được như con đâu. Đúng, đúng là ngươi có phước mà cũng có duyên nữa, nên ta mới làm bạn hiện thân cho ngươi thấy. Chứ đó giờ ta chưa bao giờ hiện thân cho người khác thấy đâu nha, chỉ có mình ngươi đó. Dạ. Ủa mà ông Táo, sao ông hiện thân ra làm bạn với con vậy? Rồm ơi, lên mẹ biểu rồm ơi. Chết cha, mẹ nhà ngươi kêu kìa, ngươi mau ra ngoài đi. Để bà lão bà vô đây cái mất công ta đang ăn, ta phải nhảy vô cái ông lò nữa, phiền lắm, ngươi hiểu không? À, dạ dạ dạ, để con đi ra ngoài. Dạ, ông còn ăn tiếp đi. Nhưng mà nhớ ông ăn từ từ thôi, coi chừng mất xương nữa nghe. Con đi à. Tại sao ta phải hiện thân làm bạn với ngươi à? À, tại vì ta cảm kích lòng tốt của nhà ngươi đối với ta. Nghe tôi đâu. Ê mày rơm kìa. Ê rơm rơm. Ê qua đây. Dạ. Mày. Ê qua đây mày. Qua đây. Đúng không? Ừ. Dạ. Mấy anh kêu tôi có chuyện gì không? Có. Mày gánh thùng nước vô nhà rồi đi nhậu với tụi tao. Nhà anh có dỗ hả? Dỗ quải gì, thích thì nhậu thôi. Nhớ lúc mày chưa có vợ đó, mày cũng đi nhậu với tụi tao hoài chứ gì. Ừ, đúng không? Nhưng mà không được đâu, hôm nay tôi gánh nước xong còn phải gói bánh nữa. Mẹ tôi bệnh rồi. Gói cái gì, tối mày về mày gói cũng được mà. Ê, bữa nay mình không có nhậu bên quán bà Chín Mập nữa nha, mà mình sẽ qua làng bên. Có cái quán có nhiều cô ca nữ vui lắm. Ừ, nhiều ca nữ đẹp lắm. Tôi có nghe nói về quán đó. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì nữa, đi lẹ đi, lâu lâu mới có một lần đi cho biết chứ. Vậy cũng được. Vậy mấy anh chờ tôi nha, tôi gánh nước vô nhà rồi mình đi nha. Ừ, nhưng mà mày nhớ mày nhà nữa Hùng nha. Rồi. 1-2 đồng đó. Tôi không có tiền. Vậy thôi mọi người đi đi, tôi không đi được đâu. Nhìn mày chán thiệt cái Ròm, đúng là cái đồ thứ nghèo hèn. Mày suốt ngày chỉ có biết câu cá làm rẫy, chẳng biết gì gọi là rượu ngon gái đẹp, thiệt là uổng phí cả cuộc đời. Thôi đi tụi bay. Đi. Kệ nó đi. Nhất định sẽ có một ngày mình sẽ cho bọn họ sáng mắt ra, để coi lúc đó còn ai dám coi thường mình nữa không. Ông Tháo, bữa nay cá ngon lắm, sao ông không chịu ra đây ăn vậy? Ông Tháo, ông Tháo.
Trộm, Trộm, dậy đi. Trộm, Trộm dạ. À. Ủa ông Táo, tại sao ngủ ở đây? Ừ. Thì con chờ ông, con ngủ quên luôn. Con lo cho ông muốn chết luôn à. Nhưng mà tại sao phải lo cho ta? Ừ. Hồi nào giờ á, hễ có cá nướng là ông xuất hiện. Bữa nay á, cá để nguồn gắt luôn, tới khuya luôn. Mà con không thấy ông đâu hết. Con phải lo cho ông chứ. Nói thiệt, ngươi làm ta cảm động quá. Thiệt không ngờ ngươi lại phải lo cho ta. Hồi nãy ta thấy ngươi ngồi ngủ gục ở đây, ta tưởng là vợ chồng ngươi cãi lộn rồi giận nhau chứ. Vợ chồng con thương nhau hết mực, không có chuyện cãi giả giận hờn đâu ông. Ừ, ta cũng thấy vậy. Vợ ngươi là một người hiếu thảo với mẹ chồng, là yêu thương ngươi hết lòng hết dạ. Ngươi nhớ nghe, sau này đừng có bạc đãi nàng ta nghe chưa. Làm gì có chuyện đó, ông khỏi phải nhắc con. À, con quên nữa, bữa nay có chuyện gì hay sao mà cá nướng để tới giờ này mà ông không ăn vậy? À, người nhắc ta mới nhớ. Có chuyện này hệ trọng, nguy cấp lắm. Chuyện gì vậy ông? Sao con thấy ông lo lắng quá vậy? Ông lo sao được, 3 ngày nữa thôi, cái vùng này á sẽ bị một trận mưa lũ khủng khiếp, tàn phá nhà cửa mùa màng. Người chết cũng nhiều không kể xiết đâu. Ờ, ông nói gì vậy ông Táo? Thiên tai sắp xảy ra sao? Ta vừa nghe được cái tin mưa bão làm nước lũ dâng cao, nước chảy xiết phá vỡ đê điều, chẳng mấy chốc cái làng này sẽ bị xóa sổ luôn. Ngươi á, ngươi hãy mau đi báo động cho mọi người biết, để mà tìm đường chạy lên núi để ẩn nấp, thì mới mong cứu được mạng sống. Dạ đúng rồi, phải báo động cho mọi người biết để mà tránh lũ. Ủa, không lẽ không còn cách nào khác sao ông Táo? Tránh lũ thì được rồi, nhưng mà nhà cửa, ruộng vườn, đồ đạc bị cuốn đi hết thì đâu còn gì đâu mưu sinh ông. Ta cũng đang suy tính đây. Có cách. Hả? Nhưng chỉ sợ làm không được thôi. Ừ. Cách gì vậy ông? Ông nói mau đi ông. Nước lũ dâng cao, phá vỡ đê điều, nước tràn vào cuốn trôi mọi thứ. Bây giờ chỉ còn một cách, gia cố đê điều cho thật là chắc chắn. Gia cố đê điều? Nếu đê không vỡ thì có thể cứu được nhà cửa mùa màng. Gia cố đê điều thật chắc chắn có thể cứu được dân làng sao ông? Vậy thì chúng ta mà báo quan để quan sai quân lính gia cố đê điều cứu mọi người đi ông. Nhưng ai tin lời ngươi nói? Không chừng nha, ngươi còn bị bắt giam vì cái tội quấy rối nơi công đường nữa đó. À, như vậy thì ông hiện thân ra nói chuyện với quan huyện đi ông. Chỉ có ông mới cứu được dân làng thôi. Tầm bậy, làm sao được, đây là thiên cơ. Nếu mà Ngọc Hoàng biết được á, thì lúc đó ta sẽ bị trọng tội, mà dân làng á cũng chưa chắc gì tránh được cái tai nạn mà lũ tới đâu. Bây giờ cũng phải làm sao đấy. À, con nhớ rồi, con có quen một người mà người này có thể nói chuyện được với quan huyện đó không? Hả? May quá ông ơi, may quá, con ở đây chờ ông từ sáng sớm. Ủa, ngươi chờ ta có chuyện gì? Dạ có, chuyện hệ trọng lắm ông. Con mong là ông hãy tin lời con nói. Nhưng mà chuyện gì? Ngươi phải nói thì ta mới biết chứ. Dạ, 3 ngày nữa mưa bão khủng khiếp sẽ tràn về. Mưa to gió lớn sẽ phá nát hết đê điều, nhà cửa ruộng vườn của dân làng đó ông. Ông mau báo với quan lớn
để mà cứu dân làng đi không? Vậy ngươi lại nhảy cái chuyện gì vậy? Chuyện trời chuyện đất, làm sao ngươi biết trước được mà dám nói? Con nói thiệt mà, chắc chắn sẽ xảy ra đâu. Con xin ông hãy tin con. Ông hãy nói với quan lớn, nếu như mà đê điều được gia cố chắc chắn thì có thể ngăn được mưa lũ đâu. Sao? Sao ngươi biết được gia cố đê điều là ngăn được mưa lũ? Ai nói với ngươi? Nếu mà ngươi muốn cứu mọi người á, phải nói rõ sự thật thì ta mới tin, ta mới nghe. Con tự biết trước được chuyện này mà. Không, con xin ông hãy tin con. Ông á là người thân cận của quan lớn. Con xin ông hãy cứu dân làng. Ông ơi, mà ông làm được chuyện này á, ông sẽ lập công lớn, ông sẽ được trọng thưởng đó ông. Nếu huy động mọi người gia cố lại đê điều, đúng là có thể ngăn được lũ lụt. Dạ, bảo vệ mùa màng sắp sửa tới kỳ thu hoạch. Dạ đúng đó ông. Nhưng mà những lời mơ hồ của ngươi làm sao ta tin được? Dạ con. Lũ kiến bò lên gò đất cao tìm nơi trú ẩn là điểm báo sắp có lụt lậu. Nếu những lời tên Ròm mày nói là đúng thì có đủ thời gian chuẩn bị để chống bão lũ. Ông ơi, con xin ông hãy tin lời con. Nếu mà con nói sai lời á, con sẽ xin chịu phạt. Con sẽ làm trâu làm ngựa, làm đầy tớ trong suốt đời luôn không? Thôi được, để ta trình báo với đại nhân những lời ngươi nói xem sao cái đã. Dạ. Ông ơi, sau này mà ông được trọng thưởng á, ông nhớ phần con nữa nghe không? Hết giờ rồi, tất cả hãy về đi. Ta đang xem gian dở quyển sách, khi xong ta về sau. Dạ. Yeah. Hai người. Dạ. Dạ. Về đi. Dạ. Dạ. Dạ bẩm. Dạ bẩm. Dạ. Lão Thập, ông là hậu cận thân tín của ta, có chuyện gì sao lại lưỡng lự không dám nói? Dạ đại nhân thật là tin tưởng, không có chuyện gì mà qua mặt được ngài. Đúng là lão có cái chuyện này muốn bẩm báo với đại nhân, nhưng mà lưỡng lự gì thấy nó mơ hồ quá. Chuyện hệ trọng mà lại mơ hồ à? Đâu, lão nói cho ta nghe thử coi. Dạ thưa đại nhân, có một trai làng tên Ròm, nhà ở cuối làng, chuyên sống bằng nghề bắt cá. Mới sáng nay nè, gặp lão nó báo cho lão một thông tin rất là quan trọng. Một tên trai làng đến gặp lão để báo một thông tin à? Dạ. Nhưng đó là tin gì mà tại sao lại báo với lão? Dạ thưa đại nhân, vì hắn thường đem cá bán cho vợ của lão. Lão có mấy lần gặp hắn cho nên biết mặt. Chính vì vậy cho nên hắn mới đến gặp lão. Lão nói là hắn muốn gặp lão để báo một hung tin. Dạ. Nhưng đó là tin gì? Dạ thưa đại nhân, đầu đuôi nó là như vậy. Dạ, ba ngày nữa mưa bão khủng khiếp sẽ tràn về. Mưa to gió lớn sẽ phá nát hết đê điều, nhà cửa ruộng vườn của dân làng đó ông. Ông bảo báo với quan lớn để mà cứu dân làng đi ông. Vậy ngươi lại nhảy cái chuyện gì vậy? Chuyện trời chuyện đất, làm sao ngươi biết trước được mà dám nói? Con nói thiệt mà,
chắc chắn sẽ xảy ra đâu. Con xin ông hãy tin con. Ông hãy nói với quan lớn, nếu như mà nê đều được gia cố chắc chắn thì có thể ngăn được mưa lũ đâu. Đúng là tin mơ hồ, nhưng nó vô cùng hệ trọng. Hắn có nói là tại sao hắn biết trước chuyện này hay không? Dạ lão có vừa hỏi, nhưng mà hắn chỉ nói là hắn có cái khả năng là biết trước nên chạy đến báo cho lão biết. Nhưng có một cái sự trùng hợp, ngay lúc đó ở bên đường từng đàn kiến nó kéo nhau về phía bên gò cao. Lão càng thấy hoang mang hơn nên lão định báo cho đại nhân biết. Nếu kịp thời đối phó, chúng ta có thể cứu được dân làng thoát khỏi thiên tai. Dạ. Có phải là sự trùng hợp không? Chưa đêm qua ở nhà ta, chuột chạy lao sao, khiến cho ta không thể nào ngủ được. Ta phải sai biểu gia nhân đuổi chúng đi thì ta mới yên giấc được. Dạ bẩm đại nhân, theo dân gian truyền lại á, loài vật có khả năng dự báo được thiên tai có thể xảy ra. Loài kiến tìm nơi cao trú ẩn, chắc chắn là sắp có lũ lụt. Còn cái lũ chuột kia bỗng dưng chạy loạn xạ, chứng tỏ là chúng đang sợ hãi một điều gì đó. Lời của tên rộm kia lại trùng hợp với những dấu hiệu lạ của loài vật. À, chúng ta cũng nên đề phòng. Dạ. Việc gia cố đê điều, có thể huy động trai tráng ở trong làng cùng với quân lính bắt tay làm trong 3 ngày là xong việc. Dạ. Lão thì cũng nghĩ như đại nhân, cái việc gia cố đê điều là việc năm nào ta cũng phải làm. Nhưng mà không xảy ra bão lũ thì nó vẫn còn ở đó. Chứ nếu như thiên tai mà xảy ra thiệt á, thì tổn thất không thể nào mà kể xiết hết. Theo lệnh của triều đình, việc đắp đê phòng chống bão lũ trước sau gì cũng phải làm. Nếu bây giờ cho dân đắp đê trước và sắp tới có lũ lụt như tên rồng nói, thì ta sẽ được tiếng thơm lạ, biết chăm lo cho dân, được triều đình khen ngợi, con đường quản lộ thênh thang. Còn nếu như không có lũ lụt thì cũng không sao, vì dù sao ta cũng không bị mất mát gì. Lão Thập. Dạ. Trước mắt ông truyền lệnh ta gấp rút huy động mọi người gia cố đê điều, nhà cửa, đồ đạc, tất cả phải làm nhanh chóng kỹ lưỡng. Dạ. Còn riêng ông phải kiểm tra đôn đốc mọi người. Thưa dân. Tất cả bà con trong làng, không phân biệt già trẻ trai gái, mau mau góp sức chung tay giao có đê điều. Loa 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 loa, loa 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 loa, bà con dân làng nghe đây, quan nguyện có lệnh. Tất cả bà con dân làng, không phân biệt già trẻ trai gái. Có chuyện gì rồi? Hình như là có chuyện gì rồi đó. Chưa tới mùa mưa sao bắt bà con đi gia cố đê điều ta? Tôi nghĩ là chắc là có chuyện á nên quan mới ra lệnh gấp như vậy. Đúng rồi đó. Hồi nãy á, tôi nghe mấy anh lính đi ngang nói bà con dân làng về chuẩn bị gói ghém đồ đạc gấp dữ lắm để lên nơi cao ráo ở á. Chắc là hệ trọng lắm đó. Chúng ta phải nghe theo lệnh quan. Chuyện ai người nấy làm. Thôi chúng ta mau về thu dọn đồ đạc đi. Đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Thôi về đi. Tin lời rồm, quan huyện ra lệnh cho tất cả dân chúng trong vùng phải tích cực tham gia cố đê điều, bảo vệ mùa màng. Quả nhiên, không lâu sau đó, thiên tai, bão lũ xảy ra. Do được đề phòng từ trước
nên tính mạng, nhà cửa, tài sản của người dân trong vùng đều không bị thiệt hại. Dân chúng vô cùng vui mừng và hết lòng ca ngợi Huyền Quan đã có công giúp dân thoát khỏi thiên tai. Truyền đến tai nhà vua, ngài đã khen ngợi và thưởng cho quan huyện nhiều bổng lộc. Quan huyện vô cùng hân hoan, liền trọng thưởng cho Ròm nhiều vàng bạc và trọng dụng làm hầu cận thân tín. Đây, ta thưởng cho người, cầm lấy. Cầm lấy. Dạ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Dạ, đa tạ đại nhân. Trời ơi, đẹp quá con ơi. Dạ. Nè mén. Dạ. Màu này hợp với con nè, con trẻ bận hợp lắm đó. Mai đi, con may cái áo này đi. Con thấy sắp giải này cũng sang trọng, hợp với mẹ hơn. Nè mẹ, mẹ may áo dài mặc chắc đẹp lắm á. Trời ơi, ba cái lụa là gấm dốc này là mẹ không có may bao giờ. Mẹ không có hợp đâu con. Sao vậy mẹ? Mẹ quen cái giải thô rồi, bận riết nó quen rồi. Con cũng vậy mà. Quanh đi quẩn lại con cũng có 2-3 bộ đồ sẫm màu vậy nè. Nên bây giờ mặc quần áo đẹp ra ngoài con ngại lắm. Nhưng mà con trẻ con bận được. Trời ơi mẹ ơi, bây giờ nhà mình khác rồi. Mình đã có tiền của, hơn nữa con là hầu cận của quan lớn. Mẹ với vợ con phải ăn mặc cho nó sang trọng, để nở mày nở mặt với thiên hạ chứ mẹ. Trời ơi, bà con láng giềng ở đây ai mà không biết gia đình mình con. Đối xử tình nghĩa với nhau mới là quan trọng. Cần gì phải ăn diện xé xúa? Không phải là ăn diện xé xúa hay là khoe khoang gì hết đó mẹ. Nhưng mà nhà mình đã có tiền của, mẹ với vợ con cứ việc sắm sủa, phải ăn ngon, mặc đẹp. Vài bữa nữa, rảnh, con sẽ sai quân lính đưa mẹ và vợ con lên kinh thành chơi một chuyến cho biết. Còn căn nhà này, con sẽ sửa sang lại nữa. Ủa? Sao bộ con không rước mẹ với vợ con về đó ở sao? Mà phải sửa sang căn nhà này? Còn căn nhà đó, huyện quan cấp cho con thì con nhận. Nên con phải dọn tới đó để tiện đường lên huyện đường làm việc mẹ à. Rồi con cũng đi đi về về mà mẹ. Mình ơi, mình phải vào huyện đường làm việc cả ngày. Rồi nhà cửa ai coi, ai cơm nước cho mình. Với lại giờ một nơi chồng một nẻo, em thấy bất tiện lắm á. Con, mén, hay là con đi theo chồng con lên đó ở đi, để tiện bề giặt giũ cơm nước cho nó. Nhưng mà nói thiệt nha, mà sao mẹ cũng lo quá. Hồi nào giờ là nó phơi mình ngoài nắng ngoài mưa, mò cua bắt ốc rồi bắt cá đem ra chợ bán, chứ có biết cái gì mà việc quan việc gì đâu nè. Trời ơi, sao mẹ khi dễ con trai của mẹ quá vậy? Con nói cho mẹ biết, được làm hầu cận của huyện quan không phải là chuyện dễ. Còn việc nhà quan từ từ con học rồi con cũng biết à. Mẹ lo cái gì? Còn mẹ ở lại đây một mình như vậy con cũng không yên tâm. Cứ để vợ con ở đây lo cho mẹ, con cũng về nhà thường xuyên mà mẹ. Thôi, chồng con đã nói như vậy, mẹ đừng có ép anh ấy nữa. Bây giờ anh ấy đã có quyền cao chức trọng rồi. Chúng ta phải mở tiệc, mời bà con láng giềng tới ăn mừng nha mẹ. Đúng rồi đó, mình phải mở tiệc ăn mừng mới được. Dạ. Ta chỉ hiện thân cho một mình nhà ngươi thấy thôi. Thôi thì ta cũng ráng chờ nhà ngươi về. Nhưng mà nhớ nè, nhớ về thăm ta thường xuyên nghe. Nướng cá cho ta ăn, chứ không có ngươi nướng cá cho ta ăn, chắc ta chết thèm quá. Nè, lão điều tra kỹ chưa? Chắc chắn là tên Phú Ngọc có viên ngọc mắt mèo, có đúng vậy không? Dạ. Yeah. Dạ, yeah, tôi đã thăm dò kỹ rồi.
Viên ngọc mắt mèo này là vật quý gia truyền của Phú Ngọc. Vì vậy mà ông ta cất giữ rất kỹ và xem nó giống như là mạng sống của mình luôn vậy đó. Quan Tùng Phủ lại khăng khăng bắt ta phải tìm cho được viên ngọc quý để dâng lên hoàng hậu, bởi vì hoàng hậu rất thích viên ngọc đó. Nếu Quan Tùng Phủ làm đẹp lòng hoàng hậu thì ta cũng được thơm lấy. Ông có hiểu ý của ta không? Dạ thưa lão hiểu. Quan Tuần Phủ đang muốn lấy lòng hoàng hậu để được tiến thân. Nếu mà công việc được suôn sẻ, ông ấy sẽ lên kinh thành để nhậm chức. Lúc đó ông ta sẽ nhớ ơn đại nhân mà chiếu cố nhiều bóng lắm. Đúng vậy. Cho nên lão phải giúp ta lấy cho được viên ngọc mắt mèo đó. Lão cứ nói thẳng với tên Phú Ngọc là ta sẽ trả giá rất cao. Dạ bẩm lão có nói, nhưng mà hắn khẳng định là trong nhà hắn không có cái viên ngọc mắt mèo nào cả. Cái tên Phú Ngọc này không biết điều một chút nào hết. Biết là ta cần mà hắn vẫn dửng dưng từ chối. Nếu vậy thì đừng trách tại sao ta lại độc ác. Dạ bẩm, nếu mà đại nhân muốn thì mình cứ tìm một cái cớ gì đó để cho người tới khám xét nhà hắn. Tới khám xét mà lỡ không có, ta mất mặt lắm. Với lại không lẽ ta lật tung nhà hắn lên để tìm viên ngọc đó sao? Để ta tính cách khác. Tên Ròm đâu rồi? Cho gọi hắn đến gặp ta ngay. Dạ, giờ này chắc là hắn đang la cà ở các quán rượu á. Từ ngày mà được đại nhân trọng dụng đó nghe, hắn thay đổi tánh tình à. Suốt ngày chỉ rượu chè rồi gái đẹp. Trông hắn ta như là một kẻ bất tài. Đó chỉ gặp mai thôi, sao đại nhân lại trọng dụng hắn? Lão không thấy hắn có thể dự đoán được tương lai hay sao? Cho nên ta mới trọng dụng hắn, để khi có việc ta dụng. Dạ thưa dân, lão đã hiểu được thâm ý của đại nhân. Chỉ có ý thôi chứ không có thâm. Dạ. Lão sẽ cho người đi tìm hắn về ngay. Tốt lắm, tốt lắm. Nhớ ta sắp có việc giao cho hắn. Dạ. Yeah. Tại sao ngươi về nhà vào giờ này mà trốn trén như ăn trộm vậy? Con nhớ ông, cho nên con đem cá nướng về cho ông nè. Chắc dạo này ông thèm cá nướng lắm đúng không? Còn phải hỏi nữa. Ngươi đi biền biệt không về nhà, làm ta không có cá nướng ta ăn. Hay là để con nói với vợ con? Ừ, đâu có được. Ta đã nói, ngoài ngươi ra ta không hiện thân cho người nào thấy hết mà. Ngươi quên rồi hả? Còn ngươi nữa,
Đi đâu mà hơn 10 ngày nay không chịu về nhà? Bữa nào tao cũng nghe mẹ ngươi và vợ ngươi nhắc tới ngươi, nghe não ruột luôn à. Thì con bận việc ở huyện đường, ông cũng biết rồi, con chữ nghĩa không có, cho nên phải học hỏi ngày đêm, đâu có thời gian đâu mà về thăm nhà. Phải công nhận, lâu quá mới được ăn cá nướng của nhà ngươi, ngon quá ngon. Dạ. Mà quên nữa, bây giờ ngươi về tới nhà rồi, sao không gặp mẹ ngươi và vợ ngươi đi, mà xuống đây tìm ta làm chi? Con có việc này, chỉ có ông mới có thể giúp con lập công với huyện quan thôi. Ta nhắc cho nhớ, có lập công cũng được khai ta ra nghe chưa. Chuyện này mà tới tay Ngọc Hoàng á, là ta bị phạt nặng đó, vĩnh viễn không được xuống trần gian nữa nghe chưa. Chuyện này thì con biết rồi, ông khỏi cần phải nhắc. Ngươi tìm ta, nhờ ta làm chuyện gì, nói nghe mau coi. Nhà ông Phú Ngọc ở đầu làng á, chuyên mua bán ngọc gà châu báu. Ông có viên ngọc mắt mèo là của gia bảo, ông cất kỹ lắm, nên huyện quan sai con đi dò xét coi ông ấy cất giấu viên ngọc ở chỗ nào, nên con mới đi tìm ông Táo, nhờ ông Táo giúp con. Tại sao quan huyện phải sai nhà ngươi đi tìm? Tại vì có lần á, con nói với ổng là con có khả năng đoán trước được mọi việc. Bởi vậy... Tại sao ngươi lại dám quên quan như vậy chứ? Ngươi không có khả năng mà dám. Bậy quá, bậy quá. Bởi vậy con mới về đây tìm ông, nhờ ông giúp đỡ cho con nè. Ông Táo giúp con nha. Chứ nếu mà để huyện quan biết con bất tài vô dụng vậy, ông ấy tống cổ con ra khỏi huyện đường ngay lập tức. Ngươi coi chừng gây họa lớn đó nghe. Bây giờ á, ăn con cá cũng không xong với nhà ngươi nữa. Ôi cha, bây giờ không giúp ngươi cũng không được. Thôi được rồi, ngươi ngồi đó chờ ta đi, để ta đi coi sao cái đã. Lão gia, lão gia, lão gia, có quân lính tới kìa lão gia. Quân lính à? Dạ. Có chuyện gì? Có chuyện gì mà các người kéo đến nhà ta? Lão Thập, có chuyện gì mà ông kéo quân lính đến nhà ta vậy? Ngươi không mời ta ngồi sao? Mời ông ngồi. Phú Ngọc, nghe đây. Sau khi điều tra biết được nhà ông chứa chấp đồ gian, huyện quan sai ta đến đây thu hồi để làm vật chứng. Tôi chứa chấp đồ gian à? Đó là cái gì? Ông nói rõ ra đi. Cách đây một tuần, có kẻ gian bán cho ông một viên ngọc mắt mèo, mà viên ngọc đó là do kẻ đó ăn trộm mà có. Cho nên huyện quan yêu cầu ông nộp để làm vật chứng. Tôi không có mua viên ngọc mắt mèo nào của ai cả. Ông có làm người hay không? À, mà tôi nhớ không lầm, thì cách đây không lâu chính ông cũng đi tìm mua cái loại ngọc đó. Tại sao hôm nay lại có cái chuyện xảy ra lạ đời như vậy? Chuyện gì cũng có nguyên do, ta không cần phải giải thích. Hôm nay ta chỉ dâng lệnh huyện quan đến đây, yêu cầu ông nộp viên ngọc mắt mèo đã mua, vì nó là vật chứng liên quan đến một vụ án rất là quan trọng. Kẻ nào?
Kẻ nào vu oan giá họa cho tôi cái chuyện mua ngọc, ông cho tôi gặp mặt nó đi, tôi sẽ đối chất. Tôi không hề mua viên ngọc nào cả. Bình tĩnh ngồi xuống. Ông dám đập bàn trước mặt ta, ta nhắc lại cho ông biết lần cuối cùng, ông hãy đưa viên ngọc ra đây. Nếu mà ông vẫn cố tình bắt buộc ta phải ra lệnh khám xét. Các người không được vô duyên vô cớ mà khám xét nhà của ta. Ta nhắc lại, ta không hề mua viên ngọc nào cả. Ta chỉ làm theo lệnh thôi. Ông cứ đưa ra để làm vật chứng. Nếu không có liên quan gì đến ông thì không có gì đâu mà ông sợ. Tôi đã nói là tôi không mua viên ngọc nào cả, thì lấy gì mà đưa? Nếu như vậy thì ta đành phải cho quân khám xét nhà ông. Nếu mà tìm thấy vật chứng, không những viên ngọc đó sẽ bị tịch thu, mà ông còn bị mang tội thông gian nữa đó. Thôi được rồi, các người cứ mà vào khám xét đi. Nhưng nhớ, nếu mà không thấy cái gì cả thì ta sẽ thưa các người về tội vu khống nghe chưa? Vậy đâu? Dạ. Dạ thưa lão thập, chúng tôi tìm được viên ngọc này trong tủ. Không, viên ngọc này là của ta. Viên ngọc này là dòng họ cha ta để lại. Viên ngọc gia bảo nhà ta mà. Viên ngọc của ta. Ông đã nói là trong nhà ông không có viên ngọc mắt mèo nào mà. Dạ ta đã nói trước với ông rồi, nếu tìm thấy sẽ tịch thu và đem về làm bằng chứng. Không, không, đi, đưa đây. Viên ngọc của nhà ta, viên ngọc của ta mà, viên ngọc của nhà ta. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia ơi. Đẹp. Lần đầu tiên ta nhìn thấy được viên ngọc quý đẹp như vậy. Dạ. Hèn chi quan tuần phủ cứ khăng khăng buộc ta phải tìm ra cho được viên ngọc này. Dạ dạ. Rom. Dạ. Vì ngươi đã tìm ra được viên ngọc này, ngươi sẽ được trọng thưởng xứng đáng. Dạ dạ dạ. Dạ bẩm đại nhân, khi mà lão cầm viên ngọc này đi rồi thì tên Phú Ngọc này bị đau tim nên chết liền tại chỗ đó đại nhân. Chết rồi à? Dạ. Cũng tại hắn tự chuốc quả vào thân. Nếu từ đầu hắn chịu đưa cho ta thì đâu có mất mạng như vậy. Dạ. Ôi, đừng có bận tâm làm gì, mau trọng thử cho tên Ròm đi. Dạ, cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân. Nè, lão thập. Dạ. Yeah. Vào trong ngân khố á, lấy 100 lượng vàng thưởng cho tên Ròm này đi. Dạ dạ. Còn ông cũng được thưởng 20 lượng vì có công đem viên ngọc về. Dạ. Yeah. Cảm tạ đại nhân đã chiếu cố ạ. Bây giờ á, ngươi mau sai người chuẩn bị kiệu để cho ta lên quan tuần phủ gấp. Dạ tuân lệnh. Đẹp. Quá đẹp. Người giỏi lắm. Cứ ngoan ngoãn làm theo lệnh ta đi thì sẽ được trọng thưởng. Dạ, con xin nghe theo lời chỉ dạy của đại nhân. Dạ chào đại nhân.
Ngươi chưa về sao? Ông nói gì kỳ vậy? Sao ta về được? Ta nấn ná ở đây là để đợi ông. Đợi ta? Đúng vậy. Có chuyện gì? Ta muốn nhờ ông một việc. Thì anh cứ nói đi. Tôi muốn đón nàng Quỳnh Nương, một ca nữ ở quán rượu, về để làm thiếp. Nhưng mà ngặt nổi là mẹ tôi không đồng ý, nên tôi nhờ ông đến nói với bà một tiếng để cho bà chấp thuận. Rồi mà anh đã có vợ ở nhà rồi, mới vô làm việc ở công đường. Đúng ra là anh phải học hỏi để thạo việc. Đằng này lại đi đua đòi thê thiếp, mẹ anh không đồng ý là cũng đúng. Đó là chuyện của tôi. Biết vậy tôi đã không nhờ đến ông rồi. Ta thật sự ta không muốn xía vào những việc anh đang làm, nhưng mà ta chỉ khuyên anh thôi. Anh còn trẻ, đừng vì một chút tài mọn mà quên quan sắc láo như vậy, sẽ bị trả báo đó nghe. Ông lấy cái quyền gì mà mạt sát tôi? Ở trong cái phủ này, tôi và ông cùng một chức quan như nhau, chưa kể là đại nhân còn ưu ái tôi hơn ông. Một lời tôi nói ra, không chừng ông bị cách chức. Ta không mạt sát, mà ta chỉ khuyên giải anh thôi. Tôi nhớ ngày xưa khi anh còn là một tên câu cá, anh hiền lành, anh chịu khó chịu cực. Tôi thấy tiếc cho anh vậy thôi. Kể từ ngày mà anh được đại nhân ưu ái ban cho bổng lộc, anh không có chí thú lo làm việc, mà suốt ngày la cà trà đình tụ điếm, giao du với những thành phần bất hảo. Tôi cấm ông không được lên mặt dạy đời tôi, nghe chưa? Coi như ta không nhờ ông chuyện gì. Hôm nay chàng không lên nguyện đường sao? Sao còn ngồi ở đây? Nàng quên là ta không cần ngày nào cũng phải lên nguyện đường như những kẻ khác hay sao? Em quên. Chàng bây giờ là thân tín của nguyện quan rồi, cho nên làm cái gì cũng được ưu ái hết. Nhớ ngày nào chàng hay đến quán rượu, nên em mới được chàng để mắt tới, rồi rước về làm vợ nè. Nhưng mà ta vẫn còn một việc rất là ai nái, đó là chưa dẫn nàng về ra mắt mẹ ta. Nhưng mà nàng đừng có buồn, ta sẽ đền bù cho nàng xứng đáng. Sao chàng lại nói vậy? Vợ chồng á, ăn đời ở kiếp với nhau thì cốt là phải nhường nhịn nhau chứ. Em đến sau phải chấp nhận thiệt thôi. Em cũng mong có một ngày á, mẹ chàng suy nghĩ lại rồi chấp nhận em là dâu con. Ta cũng mong như vậy. Với lại vợ ta đang ở cùng với mẹ, ta nghĩ bà ấy cũng rất khó xử. Nè, bây giờ chỉ có một mình em là vợ thôi nghe. Chàng không có được nhắc tới cái người kia nữa đó. Ta biết rồi. Bây giờ ta chỉ có một mình nàng là vợ. Cậu ơi. Dạ thưa cậu. Chuyện gì? Dạ, bên ngoài có hai người phụ nữ tự xưng là mẹ với vợ của cậu, muốn xin tìm gặp. Vậy à? Dạ. Chết rồi. Mẹ ta đến tìm ta. Nàng cứ nói là ta lên quyện đường từ sớm rồi, không có ở nhà. Dạ. Nha. Cô mới kêu tôi là gì vậy?
Dạ, con chào mẹ. Cô là ai vậy mà gọi tôi là mẹ? Dạ, con là Quỳnh Nương, là vợ thứ của anh Ròm. Dạ, con mời mẹ. Em mời chị ngồi chơi. Dạ, chồng của con á, ảnh ra huyện Nương từ sớm rồi. Cô á, là hồ ly quyến rũ con trai tôi thì có, mà tôi nhận cô làm con dâu hồi nào mà cô kêu tôi là mẹ? Con đây nè, đây, tôi nói cho cô biết, đây mới là con dâu của tôi. Thằng Ròm đâu? Cô kêu nó ra đây cho tôi. Dạ, con nói là anh Ròm ra huyện Đường làm việc rồi. Con mời mẹ, mời chị ngồi chơi. Gia Nhân, dạ, chuẩn bị trà ngon cho ta tiếp mẹ ta đó. Dạ. Con mời mẹ. Con à, bé. Mẹ, bé ơi. Mẹ à, mẹ còn đuổi theo làm gì? Con mày vô đây. Vô đây. Mẹ à. Mẹ. Mẹ buông con ra đi. Cái gì vậy? Đau. Mày còn dám kêu tao là mẹ hả? Nếu còn coi mẹ là mẹ thì chạy theo con mén, xin lỗi nó lẹ lên. Mẹ ơi, đừng có làm vậy, mất mặt con lắm. Trời ơi, sao con hư đốn quá vậy Ròm? Tự tiện cưới thiếp, mẹ đã nói là mẹ không chấp nhận, con vẫn cãi lời. Con không cần mẹ luôn rồi hả Ròm? Mẹ ơi, Quỳnh Nương xinh đẹp, lại biết chiều chuộng, yêu thương chồng, dịu dàng. Con không thể phụ nàng được mẹ à. Còn mén, quê mùa, không có hợp với con. Hả? Con chê nó hả? Nó quê mùa nhưng nó đúng là vợ hiền dâu thảo đó. Nó hết lòng hết dạ lo cho chồng con lúc nghèo khó. Bây giờ có tiền, có quyền, có thế. Con bạc tình bạc nghĩa vậy đó hả Ròm? Mẹ, bây giờ con đã khác xưa rồi. Mẹ hãy quên mấy cái cảnh nghèo khổ hồi xưa đi. Mọi người mà biết mén là vợ con, rồi người ta có thương con sao mẹ? Nhìn mén quê mùa lam lũ, không có xứng với địa vị của con chút nào hết. Mẹ quên, địa vị của con bây giờ đã khác rồi. Vậy ai vậy? Ai mới xứng đáng là vợ của con vậy Ròm? Mẹ, chỉ có Quỳnh Nương mới xứng đáng là vợ của con. Mẹ nhìn nàng ấy đi, nàng ấy đẹp đẽ, sang trọng. Mẹ chấp nhận nàng nha mẹ. Mẹ không ngờ đó Ròm, mẹ không ngờ con có trăng quên đèn, trở mặt với người vợ nghèo khó như vậy đó. Nè, mẹ chỉ biết có một mình con mén là con dâu thôi. Còn nếu bây giờ con không theo mẹ về nhà thì đừng nhìn mặt mẹ nữa, đừng kêu mẹ là mẹ nữa nghe Ròm. Mẹ đừng có ép con trở mặt với mẹ nha. Mẹ không nhìn con thì con vẫn coi Quỳnh Nương là vợ. Con không cần mẹ nhìn nàng ấy là nàng dâu đâu. Trời ơi, trời ơi Ròm. Mày, mẹ không ngờ con trai của mẹ lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy. Từ ngày nó về, nó ở trong huyện Đường, nó không về nhà. Thế mà mẹ hỏi tới nó thì nó nói nó bận, ai về đâu. Tối ngày rượu chè, đã vậy mà nó còn dắt con hồ ly về nhà nữa chứ. Mẹ cứ để con đi đi, mẹ cứ ở lại với anh. Mẹ không cần, con không đi đâu hết, con ở đây với mẹ, mình coi như không có nó. Mẹ, nhưng mẹ không nghe bà con họ nói hay sao? Anh không những ham mê tửu sắc mà còn hống hách cậy thế quyền quan. Anh nhận tiền của bọn nhà giàu để ức hiếp tá điền nữa mẹ. Lỗi tại mẹ, mẹ không biết dạy con. Từ nhỏ nó đã phơi mình ngoài nắng ngoài gió để kiếm miếng ăn, con biết không? Thành ra nó không được người nào dạy lễ phép lễ nghĩa gì hết. Thành ra tánh tình nó ngỗ nghịch, nó chỉ làm theo ý của nó thôi. Mẹ, nếu bây giờ mẹ không khuyên ảnh, mỗi ngày ảnh càng lún sâu vào những chuyện sai trái thì quay đầu sẽ không kịp đâu mẹ. Bây giờ mẹ phải làm sao đây con? Đúng rồi, hay là mình nói với quan huyện cho nó về nhà
không cho nó làm việc gì ở huyện đường nữa, được không con? Vậy gì mà anh chịu quay về nhà nữa hả mẹ? Anh bây giờ đang ở nhà cao cửa rộng, lại có vợ đẹp nữa. Lỗi tại ta, lỗi tại ta. Rồm ơi là rồm, nếu mà ta không có ham ăn cá thì đâu có xảy ra chuyện này. Lỗi tại ta, lỗi tại ta mà. Mẹ ơi. Cái gì? Ai ở sau bếp nhà mình vậy? Hả? Con nghe thấy tiếng mà. Ai đâu, mẹ không nghe. Có ai đâu con, mẹ đâu có thấy ai. Ủa, rõ ràng là con nghe tiếng khóc thút thít ở sau bếp mà. Tiếng khóc thút thít hả? Dạ. Mẹ đó, mẹ khóc chứ ai. Mẹ vừa thương vừa giận. Là thằng Rồm đó. Rồm ơi là Rồm, mẹ tức lắm. Thôi, không sao đâu mẹ. Mà con ước gì nhà mình giống như lúc trước vậy. Tuy nghèo nhưng mà đầm ấm hả mẹ. Ừ. Chàng. Nè. Chàng xuống bếp coi mấy con chuột đuổi hết đi cho em. Nhanh. Đi. Tới tận đây tìm ta. Bộ sắp có chuyện gì xảy ra hả? Không, ta đến đây để hỏi ngươi, tại sao nhà ngươi đối xử với mẹ và vợ nhà ngươi như vậy? Họ đã hết lòng yêu thương ngươi mà. Ta biết là họ yêu thương ta, nhưng mà ta quen với cuộc sống mới, quen có kẻ hầu người hạ, có người chiều chuộng. Nói chung là ta muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Cái gì? Tại sao nhà ngươi thay lòng đổi dạ một cách tức thì như vậy? Tại sao nhà ngươi lại bạc tình bạc nghĩa với mẹ và vợ của nhà ngươi? Hai người đó có tội tình gì? Nhưng mà mẹ ta không cho ta lập thiếp, vợ ta cũng vậy. Tại họ chứ đâu phải tại ta. Vợ của nhà ngươi hết lòng yêu thương ngươi, vậy mà ngươi lại ham mê tử sắc, truồng bỏ cô ấy. Người đó không sợ quả báo nhãn tiền hay sao? Ta báo cho người biết, người sẽ không tìm được một người vợ nào tốt như nàng ấy đâu. Tại ông không biết, chứ Quỳnh Nương cũng yêu thương ta. Nàng ấy hết lòng chăm sóc cho ta, lo lắng cho ta từng chút một, thì ta cưới cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ ta có nói gì đi nữa, nhà ngươi cũng không muốn nghe. Ngươi không chỉ đối xử tệ với mẹ và vợ của nhà ngươi, ngươi có một chút quyền hành trong tay, ngươi lại quên quan, sức sực, ức hiếp dân lành. Ta đến đây để khuyên nhà ngươi hãy ăn năn hối cải, đừng làm chuyện sai trái nữa. Đến khi hối hận, ta e cũng đã muộn rồi. Ta không có gì phải hối hận hết. Bọn họ ganh tị với ta, khinh thường ta, thì ta phải trừng trị bọn họ. Bây giờ ta có tiền, ta lại có quyền hành, ta không phải là thằng Rơm nghèo khổ như ngày xưa nữa.
chính ngươi đã gián tiếp gây ra cái chết của Phú Ngọc. Nếu không bị cướp mất viên ngọc thì ông ta đâu có lên cơn đau tim như vậy. Không lẽ ngươi không sợ bị quả báo hay sao? Sao ta phải sợ quả báo chứ? Chính ông đã chỉ viên ngọc mắt mèo giấu ở đâu mà. Với lại cái tên Phú Ngọc đó, hắn tự chuốc quả vào thân. Hắn lên cơn đau tim mà chết chứ đâu phải là ta giết hắn. Ta buồn vì ta đã nhìn làm nhà ngươi. Ta buồn vì ngươi sống không biết phải trái trước sau. Nếu như ngươi không nghe lời ta, sửa đổi lại tính tình thì coi như ta và nhà ngươi dứt tình. Sau này nhà ngươi có hoạn nạn thì đừng bao giờ tìm ta nữa. Được là sao? Dạ. Dạ thưa đại nhân, con không nhìn thấy được kho báu của ông bá hộ sang cất giấu ở đâu thưa đại nhân. Vô lý. Viên ngọc mắt mèo nhỏ xíu à, mà ngươi còn biết Phú Ngọc giấu dưới khạp gạo, trong khi bá hộ sang có cả một cái kho để cất vàng bạc mà ngươi không thấy là sao? Mình đã trở mặt với ông Táo, không ai giúp mình được nữa. Kiếp này chắc chắn rồi. Dạ, con xin đại nhân tha cho con nói thật mà. Ngươi dám qua mặt ta? Dạ, con xin đại nhân tha cho con không biết thiệt mà. Ngươi dám qua mặt ta? Chắc chắn là ngươi đã ăn tiền của tên bá hộ, bao che cho hắn. Dạ con không có. Con không ăn tiền của ông ta. Con thật sự không biết mà thưa đại nhân. Ta gia hạn cho ngươi trong vòng 10 ngày phải tìm ra được chỗ cất kho báu. Ta muốn có kho báu đó. Nếu không, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi quyền đường. Bực mình như mày, dám cản đường tao nữa hả? Cậu, để con đập nó cho cậu. Đập nó cho tao. Đập chết nó cho tao. Chờ lại không à cậu. Mày ăn hại quá. Để tao trị nó. Tao sẽ đạp nó nát như tương luôn. Cẩn thận nha cậu. Từ từ thôi cậu. Hay quá cậu ơi. Trời ơi cậu ơi. Con cháu. Chết. Chết con cháu. Chết. Nó kẹp tao rồi. Trời ơi. Sao mày không đập con cua mà mày đập chân tao? Nó bò đi rồi cậu ơi. Cậu có sao không cậu? Trời. Để con đỡ cậu dậy. Chết rồi. Từ từ cậu. Sao vậy cậu? Sao cái chân tôi tê quá vậy? Sao nhức quá vậy? Nhức quá. Giờ sao cậu? Đau quá. Chết rồi. Để con đỡ cậu về nhà nha. Đi không được rồi. Trời ơi. Trời ơi, chết tao rồi. Sao không tìm thầy,
chữa trị cho ta. Quỳnh Nương ơi, ta đau quá. Quỳnh Nương ơi, trời ơi, tìm thầy chữa trị cho ta. Chàng đừng có kêu la gì nữa được không? Bao nhiêu ông thầy tới đây rồi cũng bỏ chạy hết à. Đau quá, chẳng có cách gì chữa trị vết thương cho chàng hết á. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ nàng đứng đó nhìn ta chết với những cái mục kẻ này hay sao? Trời ơi, chàng, chàng coi đi, người chàng á đầy ghẻ lở, mùi á thì bốc lên hôi thối nè. Bây giờ á thiếp không biết phải làm sao nữa luôn á. Bây giờ người ta đau nhức quá, không lẽ nàng để ta chết dần chết mòn với những mục ghẻ này hay sao? Ta khát nước, cho ta một ly nước có được không? Được rồi. Gia Nhân đâu? Dạ. Dạ mợ. Rót nước cho ông chủ uống kìa. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ mợ, nước nè mợ. Nước, nước. Cái gì? Đem vô. Dạ thôi, mợ là vợ của cậu, mợ đem vô đi. Người cậu ghẻ lỡ không à, con không dám đâu. Mợ, chắc con xin nghỉ quá, con không dám tới đây làm nữa đâu mợ. Vui quá. Trời ơi, ngươi đừng có bỏ đi, ta sẽ trả lương hậu hĩnh cho ngươi. Mọi người trong cái nhà này bây giờ đã bỏ đi hết rồi, không có ngươi chắc ta chết quá. Ta không dám đến gần đâu. Quỳnh Nương, nàng là vợ của ta mà không dám lại gần ta hả? Nàng đối xử với ta như vậy sao? Quỳnh Nương. Cậu ơi, cậu ơi. Dạ mợ. Hả? Mợ ơi, có tin vui nè, có ông thầy Lan ông tới, ông nói có thể chữa được vết thương cho cậu á. Hả? Mời vô, mời dạ, vô. Dạ, dạ con mời thầy vô thầy ơi. À. Dạ. Chào. Ai à, quá. Nè ông kia, tại sao vào nhà ta lại tỏ thái độ khinh khi ta như vậy hả? Dạ xin thầy nguôi giận, tại chồng tôi đau quá cho nên tính khí hơi thất thường. Thầy nói có thể cứu được chồng tôi, xin thầy giúp cho. Cậu ra ngoài trên cái bao thuốc, vô đây giúp tôi. Dạ dạ. Đi đi. Ta đã tìm hiểu kỹ bệnh tình của thân chủ nên mới tới đây. Dạ. Thân chủ đã đạp trúng con cua đã thành tinh nên nó rất là độc. Chất độc của nó đã thấm vào người, chắc chắn trong vòng một tháng thân chủ sẽ chết. Không, 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 ta không muốn chết đâu. Hãy mau cứu ta, cứu ta. Tốn bao nhiêu vàng bạc ta cũng chấp nhận hết. Xin hãy cứu ta, hãy cứu ta, cứu. Chỉ ta cần có người chịu khó thật lòng yêu thương thân chủ, muốn cứu thân chủ thoát chết thì sẽ làm được thôi à. Làm cách gì? Thầy nói đi. Người đó phải tự tay chăm sóc cho thân chủ ngày 3 lần, nấu lá thuốc, rửa vết thương và rửa cho thật kỹ, lúc đó mới mau lành được. Một ngày tới 3 lần lau chùi vết thương hả? Rồi tới khi nào vết thương nó mới lành được? Đây, cô lấy lá cây này, lấy ra một nhúm, nấu lên. Khi nào hết bao thuốc này, vết thương hy vọng sẽ lành. Thôi, tôi xin phép cáo từ nha. Nè, Quỳnh Nương ơi. Mợ đừng có kêu con làm nha, con không làm đâu, con sợ lắm. Thôi, mợ cho con xin nghỉ đi. Chứ bao thuốc nhiều vậy mà rửa đến lúc cậu hết vết thương, thôi, con không làm đâu. Nàng là vợ ta, hãy cứu ta. Chàng biết là em yếu đuối, em sợ máu lắm, mà một ngày tới 3 lần đụng tay vô em không làm được. Hay là bây giờ chàng nhờ quan huyện kiếm người về rửa vết thương cho chàng được không? Ta không giúp gì được cho ông ấy, ông ấy đâu còn trọng dụng ta nữa. Mà người chăm sóc
giữ trị bệnh cho ta. Phải là nàng. Nàng là vợ ta mà. Thôi không 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 không, em không có làm đâu. Vết thương của chàng chảy mũ sưng tấy, nhìn thấy gớm ghiếc à. Đã vậy thêm cái mùi thối bốc lên thấy mà kinh khủng. Đứng xa thôi mà em chịu còn không nổi. Không, không. Hãy cứu ta. Không là không. Hãy cứu ta. Quỳnh Nương. Chàng ơi, đại nhân sao quân lính tới giúp kìa. Tên ròm kia, theo lệnh đại nhân, 10 ngày đã hết, ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ của đại nhân giao, nên phải bị trừng phạt, tịch thu toàn bộ tài sản và đuổi ra khỏi nhà. Không, không. Cái người đó ngoài. Đi lên. Đi, đi. Xin mấy ngài tha cho tôi. Lên. Tha cho tôi đi bà. Đi, à, đi. Đi lên. Tha cho tôi đi bà. Tha cho tôi đi. Nhanh. Quỳnh Nương. Đi. Quỳnh Nương à, hãy cứu ta. Quỳnh Nương. Trời ơi quá vậy. Ui, ui quá. Trời hết hồn. Thôi thôi, mai là lúc đó tôi cầm cái kim loại vàng tôi chuẩn bị vậy. Trời, chuẩn bị. Đi 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 đi. Rồi vợ con nó đang nấu lá thuốc để chữa vết thương cho con đó. Ráng đi con. Con dứt qua mẹ ơi. Mẹ ơi, con chuẩn bị xong rồi nè mẹ. Mình Kim Minh. Mình đừng chạm vào người tôi. Thân thể tôi ghẻ lở gớm ghiếc đầy mình. Mình không sợ sao? Trời, nó là vợ con mà. Là vợ chồng, mình đừng có làm như vậy. Vợ chồng lúc hoạn nạn thì phải có nhau mới phải đạo chứ. Mình đừng có lo. Có em và mẹ chăm sóc vết thương cho mình, mình sẽ mau lành thôi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Anh xin lỗi mình. Con hối hận vì đã phụ lòng yêu thương của hai người. Thôi, con lo dưỡng bệnh đi. Con người ta sống là phải biết có trước có sau. Chỉ có tình yêu thương chân thành mới có thể giúp nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Dạ ông ta, con đã biết lỗi rồi. Con xin lỗi ông. Tất cả lỗi của ngươi gây ra, một phần cũng do ta. Ta đã không suy xét kỹ, nên vô tình nói ra thiên cơ. Và chuyện nhà Phú Ngọc mới gây ra chuyện chết người. Lỗi của ta rất lớn. Kỳ này, ta sẽ lên thiên đình chịu tội trước Ngọc Hoàng. Ông Táo, ông bỏ con mà đi thật sao? Con rất hối hận vì đã làm liên lụy đến ông. Mong ông hãy tha lỗi cho con. Ta gây ra lỗi thì ta phải chịu hình phạt. Còn ngươi, ta mừng vì đã giúp nhà ngươi thức tỉnh.
ông giúp cô thức tỉnh. Như vậy là... Tao đang bực mình với mày. Chỉ cần có người chịu khó thật lòng yêu thương thân chủ, muốn cứu thân chủ thoát chết thì sẽ làm được thôi à. Làm cách gì? Thầy nói đi. Người đó phải tự tay chăm sóc cho thân chủ ngày 3 lần, nấu lá thuốc, rửa vết thương và rửa cho thật kỹ, lúc đó mới mau lành được. Đúng vậy, ngươi bị cua kẹp chịu đau nhất, sưng tấy, đến chuyện thầy lang mách nước cách trị bệnh đều là do ta sắp đặt để cho ngươi một bài học. Này, ngươi đã biết ăn năn hối hận và nhận ra tình yêu thương đạo vợ chồng trong lúc hoạn nạn, thì ta rất vui. Ta khuyên ngươi nên chí thú làm ăn để xây dựng lại hạnh phúc gia đình. Còn tên quan huyện tham lam độc ác kia, sắp tới đây triều đình sẽ tiến hành điều tra và phanh phui những việc làm sai trái của hắn. Hắn cũng sẽ chịu quả báo. Cô xin nghe theo lời chỉ dạy của ông. Mình uống trà đi. Cảm ơn mình. Vết thương trên mặt cũng đã lành rồi nè. Mình à, tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Mình đã không xa lánh tôi, đã tận tụy chăm sóc cho tôi. Nhờ tấm chân tình của mình mà tôi có thể khỏe lại. Tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Mình đừng cảm ơn tôi như vậy. Miễn là mình sống vui, sống khỏe, như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Mẹ. Nè. Dạ. Mẹ hỏi hai đứa nhớ gì không? Dạ. Chuyện gì mẹ? Có dạ. Chuyện gì hả mẹ? Bữa nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày cúng ông Táo. Đúng rồi mình ơi, mình phải cúng ông Táo. Đúng rồi. Vậy là cả nhà mình cùng cúng đưa ông Táo về trời ha. Dạ. Dạ dạ. Trời đất ơi, không lo khấn giấy mà đứng đi giỡn không à. Giấy đi. Dạ. Loa 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 loa, thần dân nghe đây, thần dân nghe đây. Hôm nay là ngày hội thi lưu. Đức vua truyền rằng
Nay công chúa Ngọc Minh, con gái ta đã tới tuổi lấy chồng. Ta muốn mở hội kén phò mã cho công chúa, nhưng theo ý muốn của con gái ta, người nào đem tới một chiếc lu thần kỳ thì công chúa mới ưng người đó làm chồng, tức là phò mã, sau này sẽ được vua cha truyền ngôi báo. Lo 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 lo. Ái Khanh, Ái Khanh đừng chết. Tỉnh lại đi Ái Khanh. Tại sao Ái Khanh lại chết bỏ ta như vậy? Ái Khanh, tỉnh lại đi Ái Khanh. Trời ơi, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Đem nó đi. Đem nó đi cho khuất mắt ta. Chính đó, chính nó ra đời. Nó là giết chết Ái Khanh của ta. Đem đi. Đi. Dạ. Tỉnh lại đi Ái Khanh. Nàng đừng bỏ ta mà. Hoàng hậu vừa sinh con xong, kiệt sức qua đời. Và vua vì quá thương vợ nên lạnh nhạt với con gái của mình. Công chúa Ngọc Minh lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Hằng ngày công chúa lang thang một mình trong hoàng cung vắng vẻ, không ai bầu bạn, trò chuyện. Lâu ngày công chúa bỗng ít nói, rồi nín thinh như một người câm. Cho rằng đây là điềm chẳng lành cho vương quốc, mọi người đều xa lánh Ngọc Minh vì sợ nàng mang đến sự xui xẻo. Muốn tâu bệ hạ có chuyện gì? Các đại thần đã đến đông đủ và đang đợi bệ hạ. Lui. Dạ. Em đi đâu mà vô tới tận đây vậy? Em đó đúng không? Nè, ăn đi. Em ăn nữa không? Anh còn nhiều lắm á. Nè. Ủa, sao mà em đi đâu mà lạc trong rừng vậy? Mà em tên gì? Rồi, nhà em ở đâu? Mà em là ai vậy? Anh nói em nghe nha, bây giờ sắp tối rồi, nên là thú dữ nhiều lắm, ở đây không có nơi anh đâu. Hay là bây giờ em về nhà anh đi, xong rồi sáng mai anh sẽ tìm cách dẫn em về nhà, nha. Bây giờ em theo anh nha. Rồi, đi. Lẹ đi. Trời sắp tối rồi đó. Nè đây. Nè, anh lấy cho em nha. Cái này là khoai lang nướng á. Cái này em nướng lên xong rồi em lột ra, em ăn rất là ngon. Bây giờ em bẻ nè. Đó, nè em ăn thử cái này đi. Em ăn đi. Sao vậy? Anh ăn thử cho em xem nè. Không có sao hết đó, cái này rất là ngon. Nè, anh ăn nè. Rất là ngon luôn á. Em ăn thử đi. Không có bị gì đâu, anh nói thiệt. Khoai lang này á, là anh trồng ngoài bì rừng á. Nhiều lắm, em ăn thoải mái đi. Không có sợ thiếu đâu. Em ăn đi. Ngon lắm á, em ăn thử đi. Rồi, em thấy sao? Ngon không? Ngon không? Ngon đúng không? Trời, anh biết ngay mà, con lan anh nướng phải ngon rồi, đúng không? À, anh nói nghe nè,
anh á là anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc trước anh không có biết chữ, mà anh may mắn là có thầy giáo tư của bà Mì Rừng á thương anh nên vậy anh không lấy tiền. Với lại thầy còn dạy anh thêm nghề chép sách nữa, nên là anh rất là thương thầy. Mỗi lần mà thầy làm nương rẫy á là anh đều ra làm phụ hết á. Mỗi lần á mà anh săn được thỏ, anh đem tới cho thầy để thầy tẩm bổ. À mà em tên gì vậy? Nhà em ở đâu mà sao lại trong rừng vậy? Sao em không nói gì hết vợ? Em ăn đi. Ngon không? Ở đây mà mỗi lần về đêm, em biết không, trời quá trời sao luôn. Nhưng thường là anh không thích ngủ ở trong nhà, anh chỉ thích ngủ ở bên ngoài để ngắm sao à. Nếu có dịp anh sẽ dẫn em lên rừng để hái trái cây, quá trời trái cây luôn á. Anh sẽ dẫn em ra bờ suối bắt cá cho em ăn nữa. Đi hái nấm nè, hái măng nè, rất là vui luôn á. Nhưng mà hái măng á là mình phải lấy ít ít thôi. Mỗi lần mà anh đi bắt ớt á, anh nhảy tới nhảy lui, hồi sau về nhà ngủ ớt nhẹp luôn. Em dậy rồi đó hả? Em ngủ có ngon không? Em có sợ ma không vậy? Anh thấy em cũng lạ, không có nói gì hết đó, giống như câm, chuyện gì cũng gật đầu. Rồi em làm thử đi. Em làm đi, làm thử đi, vui lắm á. Làm thử nè. Em nói đi. Ồ. Em làm được á, em làm đi, không có sao hết á. Ồ. Ừ, đúng rồi đó, to nữa. Em cú sát xuống nữa, rồi hét to nữa. Ồ. Đúng rồi đó. Ồ. A. Ồ. A. Ồ. À, anh sẽ dạy một bài hát. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Em hát thử theo anh nè. Nè, lộn cầu vồng. Em làm đi. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy. Đúng rồi đó. Thằng bé lên 7, con bé lên 3. Đúng rồi, em giỏi quá à. Đôi ta cùng lớn. Đúng rồi đó, hát lần nữa nha. Dạ. Nè. Lộn cầu vồng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3. Đôi ta cùng lớn. Đúng rồi đó, em nói được rồi đó. Em nói được nhiều nhiều quá trời luôn á. Ủa mà anh ơi, cái hình con chim trên cái lu này là con chim gì vậy? À, cái này là hình hoa văn chim đại bàng đó em. À. Vì hồi xưa gia đình anh, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm á đều làm nghề săn bắt chim, huấn luyện đại bàng á, cho nên là lu hũ chén dĩa trong nhà cái nào cũng có hình đại bàng hết á, như cái lu này nè. Nhưng mà tới đời cha anh với lại cậu của anh, hai người mất sớm nên không có duy trì được cái nghề này. Anh kể chuyện buồn quá à, làm em cũng buồn theo luôn. Anh đừng có buồn nữa. Em còn cảm ơn anh á, là vì anh đã cứu em ra khỏi khu rừng này nè.
còn cho em ăn, lo cho em ngủ nữa. Em rất là biết ơn anh luôn á. Nhưng mà em là con gái nhà ai vậy? Ở đâu mà sao là lạc vào trong rừng này? Anh muốn biết á là để đưa em về với cha mẹ em nữa. Em á hả? Nhà em là ở trong cung điện á. Em đừng có giỡn với anh nha. Ý em nói em là công chúa đó hả? Ừ, đúng rồi. Sao anh biết hay quá vậy? Em là công chúa Ngọc Minh, con của vua Rồng á. Hạ thần hèn mọn. Hạ thần không biết trước mắt mình là công chúa Rồng. Xin công chúa tha tội. Thôi, anh đứng dậy đi. Anh đừng có làm vậy mà. Tụi mình là bạn á. Tại đó giờ em đâu có bạn để trò chuyện đâu. Nhờ anh á mà em mới nói được, lại còn nhớ nữa. Cho nên là em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á. Công chúa đừng có cảm ơn tiện nhân nhiều như vậy. Tiện nhân nhà nghèo, không có chỗ lớn để đựng. Thưa công chúa, thần sẽ tình nguyện đưa công chúa về hoàng cung. Hoàng cung của vua Rồng cách đây không xa. Thần mỗi lần đi săn bắt là có hay đi ngang qua đó. Nên là bây giờ mình phải đi ngay thôi. Không là cha mẹ của công chúa lo lắng lắm luôn á. Công chúa sao vậy? Mẹ em mất rồi. Em chỉ còn cha thôi. Mà cha em không có thương em. Ta thật có lỗi với con. Công chúa, nếu ta không hạ khắc, lạnh nhạt với con thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay. Tao thấy mình thật hối hận. Con đang ở đâu? Hãy mau về với Trọng. Ta hứa sẽ yêu thương con gái của Trọng. Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? Công chúa đã hồi cung. Hả? Công chúa đã về à? Cho nó vào. Dạ. Cha. Cha ơi. Con. Cha ơi, con nhớ cha lắm. Con đã nói được rồi hả? Dạ, con nói được rồi cha. Vậy thì tốt quá rồi. Cha xin lỗi con. Cha đã lạnh nhạt với con, làm cho con bị tổn thương. Nhưng từ nay cha hứa, cha sẽ yêu thương con thật nhiều, để bù đắp lại cho con. Con tha lỗi cho cha nghe con. Con Dạ thưa công chúa. Em mời công chúa dùng cơm ạ. Dạ thưa công chúa, hoàng thượng sai em dâng cơm cho công chúa, vậy mà công chúa không nhìn tới. Thế nào hoàng thượng cũng la mắng. Công chúa có thể nói cho em biết được không? Vì sao người không ăn không uống? Muôn tâu bệ hạ, công chúa... Thôi, ngươi ra ngoài đi. Dạ. Sao con không ăn uống gì hết vậy? Con biết ơn cha, vì cha đã chiều theo ý của con, mặc cho thiên hạ dèm pha vì điều kiện con đưa ra kỳ lạ. Nhưng đã mấy ngày nay, chàng trai mà con muốn tìm vẫn chưa thấy đến. Cha biết, con là người trọng tình nghĩa, muốn tìm ân nhân ngày trước để trả ơn. Và cha tin, đó là một chàng trai tốt, xứng đáng làm phò mã. Nhưng đã 10 năm trôi qua, không biết chàng trai đó có lưu lạc nơi xa xôi nào hay không nữa. Lúc đó con còn nhỏ, nên con không nhớ đường đến nhà chàng. Con cũng không biết tên chàng là gì. Những gì con biết về chàng, con đã kể cho cha nghe hết rồi. Con chỉ sợ chàng mồ côi, sống một mình trong rừng sâu, nên không biết tin gì hết. Chứ nếu như mà nghe tin con tìm chàng trai có cái lưu thần, con tin là chàng sẽ hiểu là con muốn tìm chàng. Con tin là chàng sẽ đến. Ừ.
ta đã truyền lệnh khắp thiên hạ. Từ đất liền tới hải đảo, cả các nước láng giềng. Hey, ai mang chiếc lưu thành tới hội thi mà con đồng ý thì người đó sẽ được làm phò mã. Cha tin chàng trai và cái lưu có hình con chim đại bàng sẽ đến. Dạ. Giờ này mà còn ngủ được hay sao hả? Trời đất ơi, con đang ngủ cha không thấy làm sao còn hỏi. Trả lời với cha như vậy hả? Con lớn từng tuổi này mà còn lười biếng, ham ăn ham ngủ, không chịu làm gì cả. Hồi sáng ta đi dạy vẫn còn nằm ngủ, bây giờ ta đi dạy xong đi về vẫn còn nằm ngủ là sao? Nè, ngồi dậy. Ngủ đủ chưa? Đi vô là cơm nước. Trời ơi, xíu thằng Trung về nó nấu, nãy giờ còn đói muốn chết rồi nè. Chí Trung nó siêng năng, nó học giỏi bao nhiêu thì con lại lười biếng ỷ lại bấy nhiêu. Cha thiệt rất là xấu hổ, tức chết đi được khi có một đứa con như con. Bây giờ tao nói bằng lời không nghe, ta sẽ dạy bằng roi. Thầy Tư ơi, có nhà không? Qua nhà tôi chút đi. Tôi đây. Chú về trước đi, tôi qua liền. Cha qua bên nhà hàng xóm nghe. Về mà vẫn còn nằm ngủ, cha cho mấy roi đó. Lẽ nào lại có một sự trùng hợp lạ kỳ như vậy? Cáo thị giáng khắp nơi, công chúa kén chồng, có chiếc lưu thần kỳ. Lẽ nào công chúa lại tìm mình? Cái lưu thì đúng là mình rồi. Và công chúa cũng đã từng chơi đùa với nó ở ngay sân nhà mình. Nhưng mà chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm trôi qua. Biết có phải công chúa nhớ tới mình mà đi tìm hay không? Nè, để tâm sự cái gì mà thất nghe chữ được chữ mất vậy? Nè, bây giờ để nghe ta nói nè, để kể tường tận cho ta nghe, rồi ta chỉ đường đi nước bước cho. Ở ngoài chợ nhà vua chưa dán cáo thị, huynh có đọc hay không? Ta ngủ từ sáng tới giờ còn chưa mở mắt nữa. Mà cáo thị chuyện gì để nói đi, ta khỏi phải ra ngoài coi. Huynh biết không, ngày xưa đệ và công chúa đã từng gặp nhau, giống như đã gặp nhau từ kiếp trước vậy đó. Và cũng nhờ đệ mà công chúa chịu nói. Sau bao nhiêu năm, bây giờ đệ có cảm giác như công chúa muốn tìm lại đệ. Đệ đi ngoài đường đệ thấy người ta dán cáo thị, tìm một người giống như đệ ngày xưa vậy, người có một cái lưu thần kỳ. Lẽ nào công chúa đang tìm đệ? Đệ không tin chuyện đó đâu. Đệ nói thật không? Đệ cứu công chúa hả? Đệ nói thật mà huynh. Nhờ có cái lưu mà công chúa nó lại được đó. Công chúa nơi được chừng đó đó. Đây là một kẻ nghèo hèn, làm sao xứng với công chúa chứ? Có đúng không huynh? Ta nghĩ chắc có sự trùng hợp thôi, chứ công chúa không có tìm em đâu. Với lại công chúa là lá ngọc cành vàng, biết bao nhiêu dương tôn công tử muốn cưới nàng làm vợ. Hà cớ gì nhà vua phải cho dán cáo thị để kiếm một kẻ nghèo hèn làm rể chứ? Để cùng nghĩ như huynh vậy đó. Chắc là không phải công chúa tìm đệ đâu. Thôi, đệ vào trong chép sách đây.
Nhưng mà cây lưu có hình con chim đại bàng, nó còn ở nhà của đệ hay không? Còn chứ, nó vẫn còn ở sau nhà đệ. À, mà huynh hỏi để làm gì? À, tại huynh thấy câu chuyện của đệ nó ly kỳ quá, cho nên ta hỏi để biết. Vậy thì tốt rồi. Dạ anh ba. Hôm nay tươi lắm này chị. Hôm nay có cá không chị? Dạ con có hàng, nhưng mà cá gì? Bà con có nghe gì chưa? Chuyện gì? Hả? Trần Lâm được làm phò mã đó. Thiệt không? Ừ. Bữa trước vua cho dán cáo thị tìm phò mã có chiếc lưu thần, ai ngờ người đó lại là Trần Lâm. Chúc mừng thầy, con thầy được làm phò mã. Dạ, tụi tôi chúc mừng thầy Tư, có con được làm phò mã nghe. Sau này á thầy lên kinh thành được hưởng phước với con nghe. Chúc mừng thầy nha. Dạ. Cầu dòng nước sông đang chảy, thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Ta không ngờ Trần Lâm lại dám làm chuyện động trời như vậy, dám mạo danh con để gạt công chúa. Thằng này thật là bất nghĩa, thật là tức chết đi được. Con không giận Trần Lâm, nhưng công chúa Ngọc Minh là một cô gái trong sáng, hiền lành, tốt bụng. Con không thể để cho nàng hiểu lầm mà phải khổ cả đời như vậy. Cũng tại Trần Lâm đã lấy chiếc lưu của con làm bằng chứng, cho nên Ngọc Minh mới tin tưởng như vậy. Bởi vì cái lưu này có vẽ hình đại bàng, đó là của gia bảo, không phải ai cũng có được, nên công chúa tin lời của nó là cũng phải thôi. Bởi vậy con mới đàn ai nái. Vì con mà công chúa và nhà vua đã bị gạt. Nè, con nói vậy là có ý gì hả chứ Trung? Thầy ơi, con chỉ là đứa trẻ mồ côi, sống bơ vơ. Cũng may nhờ thầy thương tình đem về già dạy cho con chữ. Ơn thầy con không dám quên. Nhưng con xin thầy hãy cho con lên kinh thành thưa việc này cho rõ với công chúa. Bởi vì cô không muốn nàng ấy bị Trần Lâm lừa gạt. Và nhất là cô cảm thấy bất công với chính bản thân con nữa. Thầy cũng bất bình về việc làm của Trần Lâm lắm, nhưng thầy xin con nghĩ lại. Con với Trần Lâm dù gì cũng như anh em trong một nhà mà. Nếu như con vạch mặt anh con thì thế nào?
nhà vua cũng sẽ xử trảm Trần Lâm vì tội phạm thượng ký quân. Thầy xin con, thầy biết Trần Lâm bất nghĩa với con, nhưng nếu con nói ra sự thật với công chúa thì Trần Lâm sẽ chết, mà thầy chỉ có mình nó là con trai duy nhất. Nếu như Chí Trung, con hiểu ý thầy chứ? Chí Trung, xin thầy đừng lo lắng nữa. Con hứa với thầy, con sẽ không để lộ ra chân tướng của huynh ấy đâu. Nhưng con xin phép thầy cho con được đi đâu đó vài ngày cho khuây khỏa có được không thầy? Chí Trung à, bao nhiêu lời bộc bạch của thầy như vậy, con có giận thầy không? Dạ, con không giận thầy đâu. Thầy cảm ơn con. À mà nè, con định đi đâu vậy? Dạ, hiện tại trong lòng con cảm thấy không an, con muốn đi đâu đó cho bình tâm trở lại. Thầy biết con vì thầy mà chấp nhận thua thiệt, thầy rất biết ơn con. Thôi thì con cứ đi đi, đi để mà khuây khỏa. Dạ, con đa tạ thầy. Có khi nó muốn tố cáo mình hay không? Công chúa, nàng đến tìm ta có chuyện gì không? Thiếp qua thăm xem chàng đã khỏe hẳn chưa, chứ lúc trên đường đi thiếp thấy chàng xanh xao lắm. Ta khỏe rồi, cảm ơn nàng. Ta toàn nghe hay không? Chàng vừa nói là chàng nhớ cha già hả? Sao mà thiếp không nghe chàng nhắc tới? Từ ngày về trong cung, ta bận học lễ nghi trong triều, rồi cùng nàng đi diễn kiến khắp nơi, cho nên ta chưa có thời gian để nói cho nàng biết. Sao chàng lại xa lạ với bài hát này chứ? Bài hát mà ngày trước chính chàng dạy mình mà. Mình còn nhớ chàng nói chàng mồ côi, ngay cả thái độ của chàng cũng lạ quá. Công chúa, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Chàng không khỏe nên hãy vào trong nghỉ ngơi. Thiếp xin cáo từ. Công chúa à, ta không sao cả. Công chúa gỡ lại đây chơi với ta một lát. Thiếp xin cáo lui để cho chàng được nghỉ ngơi. Có lẽ công chúa đã có ý nghi ngờ, không loại trừ chuyện nàng gặp được Chí Trung thì mọi chuyện sẽ bị bại. Ta phải giết trừ hậu quả mới được. Trần Lâm, huynh còn tới đây làm gì nữa? Ta đến đây để tìm đệ đó. Huynh tới đây tìm đệ để làm gì nữa? Đệ đã thấy được bộ mặt xảo quyệt của huynh, huynh dám lợi dụng lòng tin của đệ, huynh mạo danh đệ để trục lợi cho bản thân của mình, và dám lừa gạt cả nhà vua và công chúa nữa. Chí Trung à, đệ nói quá lời rồi đó. Đệ không quá lời. Nếu không nghĩ tới thầy, đệ đã vạch mặt huynh với công chúa rồi. Trời đất ơi, đệ ơi, đệ hiểu lầm ta rồi. Ta làm tất cả những chuyện này là vì đệ đó. Ta lên kinh thành cũng là vì đệ, ta vô gặp công chúa cũng là vì đệ. Cho nên á, bữa nay ta mới tới đây gặp đệ nè, gặp để báo cho đệ một tin mừng. Tin mừng? Tin mừng gì chứ?
Quynh nói là Quynh lên kinh thành gì đệ? Là sao? Ở đây Quynh đệ mình nói chuyện không tiện, mình ra chỗ khác nói. Được. Ta mạo danh đệ giờ gặp công chúa, đệ giận ta lắm có phải không? Đúng vậy, tất nhiên là phải giận. Huynh đã mạo danh đệ, nhưng mà Huynh nói là đệ hiểu lầm Huynh. Là sao? Huynh nói rõ đi. Ta xin thề với đệ, ta không có làm gì xấu cả. Đệ hiểu lầm ta rồi. Ta lấy kế này để xem công chúa Ngọc Minh có thật lòng tìm đệ không. Biết là thật rồi, ta mới chạy về cho đệ hay. Không ngờ lại gặp đệ trên kinh thành. Quynh nói vậy là sao? Đệ không hiểu. Khi biết công chúa thật sự muốn tìm đệ làm phò mã, ta đã nói thật cho công chúa biết. Người công chúa muốn tìm chính là em. Ta đây chỉ là huynh của đệ mà thôi. Công chúa rất là vui mừng, bảo ta đi tìm đệ, dẫn đệ vào cung. Công chúa đang chờ. Thật vậy à? Đệ xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh. Huynh tốt với đệ như vậy mà đệ lại không biết. Không sao, chúng ta là huynh đệ mà, đúng không? Còn ai có thể đe dọa được ta? Dạ thưa công chúa, phò mã xin ý kiến ạ. Cho chàng ta vào. Thưa dân. Công chúa, công chúa, ta nghe nói nàng muốn dời ngày thành hôn, tại sao vậy? Lộn cầu dòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Lộn cầu dòng. Tại sao? Tại sao nàng cứ hát bài hát này hoài vậy? Bài hát này có gì hay ho đâu. Ta hỏi nàng tại sao nàng không trả lời. Tại sao nàng lại dời ngày thành hôn? Thiếp muốn dời ngày thành hôn vì có lý do. Nhưng bây giờ thiếp phải vào cung bái kiến vua cha. Khi nào về thiếp sẽ báo cho chàng biết. Lý do gì nàng có thể nói cho ta biết được không? Thanh Mai. Dạ. Dạ xin mời phò mã ạ. Công chúa à, sao em thấy phò mã nóng tính quá à? Em vào cung thưa với cha của ta là ta có việc phải ra khỏi cung một thời gian. Ta sẽ trở về sớm. Nói cha ta đừng lo lắng mà cho người đi tìm. Thưa dân, nhưng công chúa định đi đâu vậy? Em đi nhanh rồi về thu xếp hành trang đi với ta. Thưa dân. Xin chào ông. Dạ xin chào bà. Ủa, giờ này mà mấy đứa còn đi đâu vậy? Dạ. Thôi thôi thôi, đi vô nhà đại đi, ở ngoài lạnh lắm. Vô rồi dạ. Có gì dạ. Nói sao cũng được mà con.
cái chàng trai này á là ông nhà tôi mới cứu hồi chiều hôm qua đó. Mới cứu được là sao hả bà? Chuyện còn dài lắm. Bây giờ cô với cháu ngồi đây đi, rồi bà nói chuyện với cháu. Dạ. Nghe sao nha. Dạ. Hai cháu vô đây ngồi đi. Bà ơi, bà vô nhà lấy thêm hai cái chén hai đôi đũa ra đây. Được rồi, để tôi đi lấy. Để ông kể cho nghe chuyện làng gì nè. Hồi chiều hôm qua ông có ra bờ sông để câu cá, ông mới nhìn thấy một chàng trai bị vướng vào trong đám lục bình. Thấy chàng trai còn sống nên tôi mới cõng về nhà cứu mạng đó chứ. Ông nhà tôi á, trước kia là thầy thuốc, cho nên là cũng đã chăm sóc vết thương và cho cậu ấy uống thuốc rồi. Ôi, tội nghiệp cho cậu ấy quá. Cái mặt với cái tướng hiền lành như vậy đó, mà không biết là đắc tội với ai mà bị người ta hãm hại đến nông nỗi như vậy nữa. Sao người này lại thấy quen quen? Hình như là đã gặp ở đâu rồi á. Tội nghiệp, đi đâu mà bị người ta hại vậy không biết nữa. Thôi cũng tối rồi, ăn cơm với già này đi. Ở nhà này đơn chiếc lắm, bây giờ có mấy cháu như vậy ăn cũng vui nha. Dạ. Dạ. Hai cháu quê ở đâu? Có chuyện chi mà đi ngang qua cái làng quan vắng này vậy? Dạ, dạ thưa ông bà, hai cháu từ xa tới vì có việc đi tìm bà con. Nhưng mà lỡ đường trời tối quá nên hai cháu ghé vào xin ông bà để tá túc sớm mai khởi hành. Dạ, rất mong ông bà cho phép. Tội nghiệp chưa? Như vậy là vẫn chưa tìm thấy được người thân chứ gì. Vậy hai cháu cứ ở lại đây đi, rồi từ từ đi tìm cũng được. Thôi. Dạ. Ăn đi hai cháu, khuya rồi. Dạ. Dạ. Dạ, con mời ông bà. Ăn đi cháu. Dạ, ăn đi cháu. Xin mời ông bà. Dạ, mời tỷ. Ông ơi, cái tay của người này của ảnh đã cử động rồi kìa. Vậy sao? Dạ. Chắc là nhờ có con phụ ông lo cho nó đó. Chứ hổm gài á, cậu ấy cứ nhắm mắt nằm im re hả, hy vọng là còn cứu được. Coi vậy chứ ông cũng lo. Nhưng mà đừng có cho bà già biết, để ông cháu mình lo. Chứ bà già bả lo, tội nghiệp bả lắm. Để sáng mai á, ông đi lên núi hái thêm một mớ lá thuốc. Con ở nhà giúp ông bà chăm sóc người này nha. Hình như mình có gặp người này. Gặp ảnh ở đâu rồi không nhớ nữa. Chàng trai này bị thương nặng mà ông bà lại lớn tuổi, như vậy sẽ bất tiện lắm. Xin ông bà cho phép hai chị em con ở lại đây để phụ giúp ông bà. Nghe con nói ông mừng quá. Thiệt tình á, phải canh chừng chàng trai này. Ông không thể nào ra ngoài kiếm tiền được. Ông cảm ơn chị em con nghe. Anh tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Tôi còn sống hay đã chết? Còn sống, còn thở, còn nói, chưa chết.
Tôi nhớ là tôi đã chết rồi mà. Con người liền tôi xuống sông. Rồi ai cứu tôi vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nằm im, tôi đút thuốc cho uống. Anh xém chết. Nhờ có ông già đi câu cá ở bờ sông, thấy như vậy cổng về cứu cho sống. Cảm ơn đi. Thì ra là vậy hả? Cảm ơn. Cảm ơn ông già. Không phải cảm ơn đây. Dạ, cảm ơn ông già. Cảm ơn ở đây nữa. Đây là ai vậy? Sao ở đây? Ở xa, đi tìm người bà con, nghe nói ở làng này. Nhưng đi lạc đường, được ông bà già cho ăn cơm với lại ở nhờ. Hình như mình có gặp người này ở đâu rồi á. Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa đã đi mấy ngày nay, không có tin tức gì nhắn về ạ. Đứng dậy đi. Lúc đi công chúa chỉ nói muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, chứ không nói rõ là đi đâu. Không biết có chuyện gì xảy ra với con ta nữa. Mà Khanh đã hỏi Trần Lâm chưa? Dạ thưa hoàng thượng, thần có hỏi phò mã, nhưng phò mã cũng bất ngờ vì công chúa đi không nói gì cả. Thần thấy phò mã có ý hoang mang lắm. Con gái ta thường ngày nhút nhát, vậy mà đường đột đi khỏi hoàng cung mấy ngày nay không có tin tức. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Khanh mau cho quân lính chia ra đi tìm khắp nơi cho ta. Dạ thưa dân, thần nghĩ có nàng hầu đi theo công chúa, chắc công chúa sẽ bình an trở về. Xin hoàng thượng đừng lo lắng. Ta cũng mong con gái ta bình an trở về. Chí Trung khỏe lại nhanh chóng. Vì mang ơn ông bà đã cứu mạng mình, chàng quyết định nhận ông bà lão là cha mẹ nuôi, nguyện phụng dưỡng ông bà đến trọn đời. Ông bà đã già rồi, không có con cái gì, sống hoài như vậy thì cũng buồn. Bữa nay á, trời cho có đứa con trai đẹp, nó vừa hiền lành, tử tế như vậy, còn muốn gì hơn nữa. Con đứng lên đi, cha mẹ nhận con làm con trai có vui không? Dạ. Bà cũng vui phải không bà? Dạ vui lắm. Dạ không tin là đã có một thằng con trai. Ý, bà ơi, sao bà lại nói là dạ vui quá? Bà phải nói là mẹ vui quá mới đúng phải không bà? Đúng đúng. Mẹ vui quá. Thật là vui mừng quá. Để cha ra xong đi bắt ít cá, về làm vài món ngon ngon để chúng ta ăn mừng. Dạ, để con đi với cha. Thôi, con cứ ở nhà lo đi gánh nước, đầy mấy cái lu đi. Con là con trai, mọi chuyện nặng nhọc ở trong nhà từ nay con phải gánh vác đó. Dạ. Con. Hehehe
lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Lộn cầu vòng, nước sông đang chảy. Thằng bé lên 7, con bé lên 3, đôi ta cùng lớn. Thằng bé lên 7, con bé lên... Thằng bé lên 7, đôi ta cùng lớn. Nàng, nàng là công chúa Ngọc Minh sao? Còn chàng chính là ân nhân năm xưa mà em đi tìm bấy lâu đúng không? Phải, chính là ta đây. Bấy lâu nay em đã cho gián cáo thị và loan truyền khắp chốn dân gian để tìm chàng. Sao chàng không tới? Sao lại có một gã tên Trần Lâm mạo nhận cùng với cái lu có hình con đại bàng khiến em ngộ nhận? Sự thể ra sao chàng hãy nói cho em rõ đi. Trần Lâm chính là con trai của thầy ta. Thầy cũng là người nuôi dưỡng đùm bọc ta từ nhỏ. Ta mang ơn thầy nhiều lắm. Khi biết Trần Lâm lén mang cái lu tới kinh thành để hưởng giàu sang phú quý, ta đã định dịch dần cho rõ chân tướng giả mạo. Nhưng mà vì chữ ơn chữ nghĩa đối với thầy, cho nên ta đành phải ngậm tâm, mặc cho Trần Lâm tắc quai tắc quái. Chúng ta là huynh đệ mà đúng không? Đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh vì em. Tên Trần Lâm kia quá tham lam và độc ác. Xin nàng hãy tha thứ cho huynh ta. Vì thầy của ta là cha của Trần Lâm, thầy đã cưu mang dạy dỗ ta từ nhỏ, ta không bao giờ quên ơn của thầy được. Trẫm miễn lễ, các khanh cứ bình thân. Đội ơn hoàng thượng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ta sẽ cử hành hôn lễ cho con gái ta, là công chúa Ngọc Minh. Trẫm miễn lễ, các con hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Tất cả im lặng, nghe hoàng thượng ban thánh chỉ. Các khanh nghe đây, người đứng bên công chúa Ngọc Minh hôm nay là phò mã Chí Trung, mới chính là cậu bé năm xưa đã cứu con gái ta. Chính chàng trai này là chủ nhân chiếc lu có hình con chim đại bàng, và dạy cho công chúa hát bài đồng dao, làm cho công chúa biết nói trở lại. Trần Lâm, quỳ xuống.
Quỳ xuống. Tên Trần Lâm là một kẻ gian xảo, giả mạo danh Chí Trung hiền lành. Chưa hết, chỉ vì tham lam ích kỷ mà ngươi còn nhẫn tâm tàn độc, đã ra tay sát hại Chí Trung, nên Trần Lâm bị trừng trị lưu đày biệt xứ. Hoàng thượng, quan cho thần quá. Con xin bệ hạ tha tội cho Trần Lâm. Dù gì huynh ấy cũng là con của thầy con, là người ơn của con. Thưa bệ hạ, lòng tốt và sự nhân hậu của Chí Trung đã làm cho ta xúc động, nhưng không thể tha thứ cho kẻ ác tâm giết người. Mai là Ngọc Minh tìm được con, và con được ông bà kia cứu sống. Nếu không thì con đã chết dưới tay của hắn rồi. Ta ra lệnh đưa Trần Lâm đi xa, để lưu đày biệt xứ, làm gương cho mọi người. Có như vậy mới công bằng cho đất nước, cho mọi người. Lính đâu? Dạ. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, hoàng thượng tha tội. Gặp mình, con qua đây. Dạ. Từ đây về sau, chúng con hãy yêu thương nhau và hãy sống hạnh phúc bên nhau. Cha rất mừng có được đứa con rể như con. Cha chúc hai con sống thật hạnh phúc. Ê, hình như cái miếu này là ông Bá Hộ kêu mình đập phải không? Ừ, thì ông kêu đập thôi là dời đi chỗ khác á. Ê mày, cái miếu này thấy nó cũ quá, chắc lâu lắm hả mày ha? Mày nói chuyện quậy vốn. Thì để lâu đương nhiên là cái miếu nó cũ rồi. Mà tao nói mày nghe, mày muốn đập, mày muốn dọn ra nghe, mày phải cúng, mày phải lại, mày phải xin phép. Không thôi ông về ông bẻ cổ mày đó. À, vậy hả? Thôi, thôi, để tao lại trước cho. Ê mà lại sao mày? Lại biết lại, đi ra, để tao lại cho. Dạ, con xin cúi lại ông thổ địa cho phép con được di dời chỗ ở của ông ra chỗ mới, khang trang hơn, nó sạch sẽ, nó đẹp hơn. Đó, mấy Quỳnh thấy chưa? Cái miếng đất của tôi mới mua đó, mấy Quỳnh thấy sao? Trời đất ơi, tưởng là cái khu đất rộng lớn, cò bay thẳng cắn lắm. Ai dè, có một chút xíu à, không bằng cái đầu móng tay của tôi nữa. Coi mấy tên gia đình làm gì xúm xích ngoài đó. À, có thể nó đào được vàng chăng? Nè, tại sao biểu dọn dẹp ở đây cho rồi mà còn đứng đó hả? Dạ, tụi con đang dọn dẹp á, mà thấy ông lên cho nên tụi con thưa ông. Nhiều chuyện. Tôi nghe đồn á, là khu đất nào còn môi miếu hoang á, thì không có làm ăn được. Chắc vậy á, cho nên chủ trước bán rẻ cho ông Bá Hộ chứ gì. Đất đai á, thì hoang vu, cằn cỗi. Nói thiệt á, không phải nói quá á, cho tụi cũng không thể lấy đâu. Tụi bây thấy chưa? Hả? Tao biểu tụi mày đập bỏ, tại sao mà còn như vậy chứ? Hả? Để tối rồi hai đứa tụi mày vô đây ngủ phải không? Thấy không? Dạ, tụi con tính đất đai hoang quá, cằn cỗi như thế này mà xem cái gì? Đợi khi nào ông làm cho nó chù phú tốt tươi rồi hãy mời tụi tôi đến để mà khen. Thôi tôi về đây. Nè, hai huynh khoan đã. À, vô nhà uống miếng nước rồi tôi sai gia nhân á. Thôi, ông lù bù lắm, lo mà dọn dẹp đi. Khi nào á, một cách dinh thự hoành tráng thì anh đem tụi tôi tới chén cũng đâu có muộn. Tới tôi về nha. Quỳnh, mày thấy chưa hả? Có bao nhiêu vậy không làm được, để người ta cười vô đầu tao, thấy chưa hả? Được rồi, chờ đó ha.
chúng mắt lên coi bá hộ thanh này xây dựng ở đây toàn bộ đây thành ra một cái dinh thự nguy nga tráng lệ, một lâu đài rực rỡ. Ta chuyện đó là đừng có qua đây mà xin xỏ. Tại sao tà biểu đập phá đi còn quỳ lại cái gì đó hả? Dạ con lại con xin ông thần đại. Không đây. Lại không xin cái gì hết, đập phá liền ngay lập tức, đừng có làm mất thời gian của tao, rõ chưa? Dạ. Ngay ngày mai chỗ này phải xây dựng lên hết, rõ chưa? Dạ. Ngôi miếu này phải đập liền, cái gì trong đó hút quăng hết ra ngoài, đứa nào trì quẩn tao đuổi cổ hết, biết chưa? Dạ. Hả? Để cái gì? Anh kia, tại sao ngươi dám đập phá chỗ ở của ta? Ông là ai? Ông là ai mà dám vô trong đất vườn nhà tôi chứ? Ta là thổ địa. Ta báo cho ngươi biết, nếu ngươi xúc phạm tới thần linh là sẽ nhận tới hậu quả đó, nghe chưa? Bá hộ thanh dám phá vỡ nhà của ta, lại còn đạp đổ món ăn ta yêu thích, ta sẽ trừng phạt gia đình ngươi. Ta sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của ngươi, đưa con gái ngươi yêu quý sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi khi ăn phải thức ăn yêu thích của ta. Con qua mời cha ăn cơm đi con. Dạ. Cha lại ăn cơm. Ừ, rồi, đi ăn đi. Sao bữa nay ông đi ngoài về tự nhiên mặt mày bí xị vậy? Bộ ai chọc giận ông hả? Không có cái gì hết á, đang bực bội. Ăn cơm đi con. Dạ, con mời cha mẹ ăn cơm. Ừ, rồi, ăn đi. Trời ơi, ngày hôm qua Lan nó nói với tôi là nó thèm rau muống xào với tỏi, cho nên bữa nay tôi mua rau muống xào tỏi cho nó ăn nè, ăn cho đã thèm đi con ha. Dạ. Ông ăn đi, nói đi ông. Dạ. Cơm đi con. Bá hộ thanh dám phá bỏ nhà của ta, lại còn đạp đổ món ăn ta yêu thích, ta sẽ trừng phạt gia đình ngươi. Ta sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của ngươi, đứa con gái người yêu quý sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi khi ăn phải thức ăn yêu thích của ta. Dẹp cái món này đi, bữa nay tôi không muốn ăn món này. Trong người không khỏe, nghe cái mùi tỏi khó chịu lắm. Cái gì kỳ vậy? Ngọc Lan nó mới thích ăn thì ông để cho nó ăn đi. Tôi nói không là không. Cha, con thích món này mà, sao cha không cho con ăn? Cha nói không là không, nghe chưa? Mẹ, sao cha không cho con rau muống xào tỏi? Cha nói không nghe phải không? Hả? Coi ông kìa, ông không ăn thì để người ta ăn, sao tự nhiên ông đổ xuống đất hết trơn làm sao? Tôi nói không là không. Ta sẽ trừng phạt gia đình tôi. Gia đình đâu? Gia đình! Ta biểu! Dạ! Lẹ lên! Dạ! Dạ! Ông cho gọi con! Nghe ta dặn, đi xuống dưới bếp, lục loại tất cả những cái gì có dính dáng tới tỏi, như là món ăn, dưa tỏi, tỏi sống, tỏi ngâm giấm, tất cả những cái gì có tỏi đem quăng thiệt là xa khỏi cái nhà này cho ta! Lẹ lên! Ủa ông? Ông thích ăn tỏi nhất mà ông? Đi lên! Cãi lời ta làm mày chết! Dạ, dạ, đi. Dạ, dạ, dạ. Còn cái gì nữa? Trời ơi! Bà ơi! Bà ơi! Bà đâu? Chuyện gì vậy ông? Lên đây, lên đây, lên đây! Chuyện gì vậy? Đây, nghe! Sai gia nhân, từ hôm nay không được mua cái gì dính dáng tới tỏi đem vô nhà mình, nghe chưa? Chuyện sao vậy? Cứ nghe lời tôi, không được hỏi! Đứa nào cãi lời, ai cãi lời, đuổi cổ ra khỏi nhà, nghe chưa? Rồi, đi! Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
Con gái, đưa cho mẹ xem coi. Con gái của mẹ khéo tay quá ha, đẹp lắm đó con. Ông à, ông coi con gái mình nó khéo tay quá đi phải không, đẹp lắm không? Ê chà, con gái của cha Thêu đẹp quá. Nè con. Mẹ ơi, con muốn đi mua thêm chỉ nhiều màu á. Dạo này con thích thêu tay lắm. À, vậy thì ngày mai con theo mẹ ra chợ đi, rồi con lựa chỉ nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con chào ông bà. Con Ngọc Lan theo đẹp quá, cô khéo tài thiệt luôn á. Em thích không? À, thích, nhưng mà em không biết theo. Vậy đợi khi nào cô thôi xong cái này, cô sẽ tặng cho em nha. Thì không cô, em cảm ơn cô nha. Em sẽ qua khoe với con Tám là em có chiếc khăn này. Dạ tỏi đi chú, tỏi thơm ngon lắm chú. À, tỏi đây bà con ơi, tỏi đây bà con ơi. Cô làm ơn làm phước, cô cho tôi mấy đầu như cô. Tỏi, cô không biết hả? Ăn thế nào? Nào giờ cô không có đi chợ, chứ ở nhà không có mua ăn phải không? Tỏi á, là gia vị dùng để chế biến thức ăn rất là ngon, còn làm thuốc được luôn nữa nha cô. Mẹ, sao con không bao giờ thấy nhà mình mua cái này về với lại chế biến thức ăn nữa? Không đâu, cha con đã cấm không được mua tỏi, mà trong thức ăn cũng không được có tỏi nữa. Tại sao cha lại cấm? Thôi đi, về mau đi, về. Bỏ xuống đi, về. À, không mua hả con? Không, đi. Ông ơi! Rồi. Về ông ơi! Vậy ta, tỏi mình cũng to cũng ngon quá trời, sao mà bán không được ta? Để ẩm bán ngày được có mấy ký. Ủa nhớ còn 3 giọt mà ta. Bằng sao trời cũng còn thương mình, tỏi để lâu được. Bữa nay bán không được thì ngày mai bán, ngày mai bán không được thì ngày mốt bán, ngày mốt bán không được thì thì đói quá thì ăn tỏi. Ý, ai để ông thổ địa trong đây mà nhìn ra ông thấy thổ quá vậy ta? Rồi ông thích không? Thích phải không? Không thích sao cười. Sạch sẽ rồi, trả ông về vị trí cũ nè. Được, để ông đây tôi thấy thổi quá, lạnh lẽo. Dạ thưa ông thổ địa, con tên là Minh, con trồng tỏi, con bán tỏi ở đây nè. Hôm nay con kính thỉnh ông về tá túc, ông sống chung với con nha ông. Dạ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tỏi ăn tỏi. Dạ.
về theo ông ơi. Dạ kính thưa tổ địa, hôm nay con thỉnh ông về đây ở với con. Nhà con nghèo lắm, không có gì quý giá ngoài tỏi này do chính tay con trồng. Dạ ông thưa con, ông Hiển Linh, ông phù hộ cho con mua mai bán đắt à. Dạ ông. Ủa ông là ai sao vô nhà con được vậy? Nhà của người trong quê trong quốc về mà ai muốn vô lại không được. Nhưng mà ngươi mời ta về đây, ngươi còn hỏi ta cái gì? Con mời. Chứ ai trồng khoai đất này? Con trồng tỏi mà. Lẹo lự với ta hả? Con đâu có mời ai đâu, ông nhầm cái gì đó chứ. Ông nhìn coi nhà con nghèo như vậy, con đâu có dám mời ai về ở với con. Không biết ta là ai à? Ta là thổ địa. Thổ địa? Ông là thổ địa hả? Ừ. Thổ địa? Con không có tin. Thổ địa gì? Ngươi không tin à? Ta không tin ông là thổ địa. Không tin à? Không. Đây. Ê. Ủa? Ông ơi. Ông đâu rồi? Ông đâu rồi ông ơi? Ông ơi. Ông này ông chở. Tin chưa? Tin ta là thổ địa chưa? Ta cai quản cái vùng đất này. Ngươi thỉnh cái tượng của ta về đây rồi, ngươi mời ta về đây, vậy mà còn không tin ta nữa. Dạ con tin rồi. Ừ. Con tin rồi, ông là thần linh. Ông là thổ địa. Ông tha tội cho con không biết ông là thần linh, tha tội cho con. Tha tội cho con. Tha tội cho con. Thôi được rồi, được rồi. Đứng lên đi. Đúng ra là ta cảm ơn người mới phải. Ta đã bị thiên hạ quăng ta trong rừng một thời gian khá dài. Ta chịu đói, chịu lạnh cực khổ bao nhiêu lâu rồi. Ngươi thỉnh tượng về đây còn mời ta về đây nữa. Ta phải cảm ơn ngươi. Thôi được rồi. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà với một điều kiện. Ông giúp con với một điều kiện. Ừ. Dạ đội ơn ông. Dạ điều kiện gì con cũng làm. Nhưng miễn sao đừng có hại ai hết là được ạ. Không bao giờ hại ai. Chỉ cho ta ăn tỏi của ngươi trồng mỗi ngày thôi. Cho ăn tỏi của con trồng. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Trời cái này dễ mà, ngày nào con cũng đi bán cái con bán ế có con đem về quá trời luôn. Dạ. Vậy là ngươi cho ta ăn tỏi ế của ngươi à? Không có, con không phải vậy. Tỏi con bán ế ngày hôm nay nhưng ngày mai con đem bán tiếp. Vậy à. Dạ mày không? Vậy thì tốt. Nga. Nga. Mắn, 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 mắn. Mẹ. Mẹ. Mẹ đi đâu đây? Hôm nay mẹ có đồ ăn ngon, mẹ đem qua cho con ăn thưởng thức nè. Đồ ăn hả? Ừ. Nè con coi. Món gì vậy mẹ? Món cơm. Nhà bà phủ cúng cơm còn dư một ít, mẹ đem qua cho con thưởng thức đó. Ngon không? À, cơm chiên tỏi. Lâu lắm rồi con không được ăn món này á. Ừ. Cảm ơn mẹ nha. Rồi, nè, con ăn liền cho nó nóng. À, dạ. Con ăn đi, nếu mà nó có lạc á, con cho miếng nước mắm vô nha. Con biết rồi, thôi mẹ về đi. Để ông bà chủ thấy con bị la đó. Về đi. Thôi mẹ về nha. Con biết rồi. Mẹ về nha. Về đi. Cơm chiên tỏi ngon quá. Hình như hơi lạc thiệt. Ê, nước mắm. Trái cây vườn nhà mình ngon quá.
Một chút nữa mình sẽ đem cúng ông bà. Còn lại mình sẽ cho cha mẹ ăn lấy thảo mới được. Hèn gì, nghe mùi thơm quá. Cơm chiên còn nóng hổi à. Không biết ai để ngoài đây nữa. Thơm á. Mình phải thử mới được. Dạ, con kính mời ông Thổ Địa về đây dùng cơm với con à. Giao. Chàng trai trẻ kia khỏi thỉnh khỏi mời gì hết. Thức ăn ngon vậy làm sao mà ta không tới được. Dạ, con mời ông à. Dạ, ông biết không, từ ngày mà ông về đây á, ông ăn uống với con ngày nào con cũng bát đắt quá trời luôn. Đừng có nói dối với ta nghe, bát đắt là tại sao hai thúng tỏi còn yên nguyên hả? Không có, cái đó con mới nhổ để chiều con bán tiếp. À, vậy thì tốt. Nè chàng trai. Dạ. Nếu ngày nào mà mưa quên mà không lo săn sóc cho ta đó nghe, là ta sẽ phạt người đó. Dạ, con lúc nào cũng tôn kính ông hết á, sao con quên được. Trừ khi con chết thôi. À, nói bậy. Nè, cứ cố gắng lo cho ta đi ha. Rồi từ từ ta sẽ cho ngươi một điều ước. Nhưng mà nhớ, chỉ một điều duy nhất thôi đó nghe. Con lúc nào con cũng chỉ ước con mua mai bán đắt thôi. Nè, bậy à. Đừng có nói nhảm nhí bừa bãi vậy. Nghe, ta bắt đầu ta tính ngay từ bây giờ đó nghe. Dạ, con mời ông. Dạ. Dạ, dạ. Mmm.
tuy rằng thần sắc không ổn định nhưng mà mạch vẫn còn đập. Như vậy là vẫn còn hy vọng hả thầy? Dù mong manh cũng phải hy vọng. Dạ. Ông bà cứ xác thuốc theo toa. Dạ. Vì tiểu thơ yếu quá sẽ không uống được, cho nên là chịu khó nhỏ từng giọt. Dạ. Để cho thuốc thấm dần. Cứ hy vọng đi. Vậy là hết hy vọng rồi phải không ông ơi? Con ơi, giám định này con ơi. Dạ xin phép bà. Con gái ơi. Bà ơi, bà ơi, bình tĩnh. Còn nước còn tát cơ bà. Còn nước còn tát mà. Ta sẽ cướp đi thứ quý giá nhất của ngươi. Đứa con gái vừa yêu quý sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi khi ăn phải thức ăn yêu thích của ta. Con gái ơi! Gia đình đâu? Ra biểu! Dạ! Nè con, mấy con có nhớ là cái tượng thần thổ địa năm đó bỏ ở đâu không? Hả? Dạ, hình như là năm đó con đem vô rừng con bỏ vô rừng không? Bây giờ ở đâu có còn không, đi tìm về cho ta lẹ lên. Dạ. Đi. Còn con. Dạ. Ra lập bản hướng án cho ta. Lẹ lên. Con ơi. Ê, cô ơi, cô, hôm nay cô đi chợ một mình hả? Anh nhìn thấy tôi hả? Hôm bữa cô hỏi mua tỏi đó, mà bữa nay tôi bán hết rồi. À, cái này cũng có người đặt rồi. Ờ, ngày mai cô ghé lại đi, rồi tôi cho cô một mớ về ăn, nha. Không, tôi mua tỏi. À, chắc cha mẹ cô không cho hả? Mà cũng ngộ á, tỏi nó ngon, nó bổ mà. Nó trị ho, trị cảm tốt lắm mà sao không cho mua ta? Bây giờ cha tôi không cấm tôi nữa, nhưng mà tôi cũng không mua. À, chắc ba mẹ con nó không ngon hả? Không phải, mà bởi vì tôi... Cô làm sao? Tôi chết rồi. À, cô... Cô giỡn không vui? Tôi không có giỡn với anh đâu. Tôi nói thiệt á. Cô chết. Bà con ơi, cô đừng có hù tôi nha. Cô chết thiệt không? Tôi nói thiệt mà. Anh ơi, hay là anh giúp tôi một chuyện là anh cho tôi đi theo anh ở mấy ngày được không? Bây giờ tôi không biết đi đâu hết thứ. Không được đâu, tôi sợ lắm. Tôi mua nhang đèn về tôi cúng cho cô. Má ơi, cứu con. Má. Tôi van xin anh mà, anh làm ơn đi. Bây giờ tôi ở đây, tôi lạnh lẽo lắm, tôi không biết đi đâu hết thứ. Không được đâu, tôi sợ ma lắm. Không được đâu, tôi đi đi. Anh ơi, tôi năn nỉ anh á, coi như tôi cầu xin anh đi. Tại vì không có ai thấy tôi hết, mà chỉ có mình anh nhìn thấy tôi à. Vậy là coi như mình có duyên với nhau. Đi anh, được không? Tôi xin vài ngày thôi. Trời ơi, cô có duyên thì còn sống mới mừng, chết mà có duyên chi trời. Không được đâu. Tôi năn nỉ anh mà. Mày sao cô chết? Tôi không biết. Trời ơi, chết mà không biết lý do gì sao chết nữa hả? Tội nghiệp cô quá à. Nhưng mà tôi không có giúp cô được đâu. Chứ bây giờ tôi không biết đi đâu hết á.
thổ địa. Tôi biết rồi, có cách rồi. Cô về nhà tôi đi. Tôi nhờ thổ địa một lần thử xem sao. Cảm ơn anh. Đi cô. Đi cô. Đi. Đúng là duyên trời định. Dạ ông ơi. Ông. Dạ hôm nay con có dẫn Hồng mà. À dạ một cô gái. Dạ muốn. Muốn cái gì? Sao mà ngươi cứ lo rước cái chuyện bao đồng gì không vậy? Dạ. Nè, người và ma là không thể sống chung với nhau được. Âm khí của cô này là còn mới, mà hấp thụ cái dương khí một lúc là cổ sẽ mạnh lại. Lúc đó là tánh mạng của ngươi là khó an toàn đó nha. Dạ con biết rồi ông. Dạ chính vì vậy con mới nhờ ông giúp. Hoàn cảnh của cổ tội nghiệp lắm, giúp cổ một lần đi ông. Ta có thần thông biến hóa gì đâu mà giúp chứ. À mà nè, ngươi gặp cô gái này ở đâu vậy? Dạ thôi thổ địa, hồn của con dứt da dứt dưỡng không biết đi đâu hết. Dạ con gặp cổ ngoài chợ á. Nè, chết mà không biết vì sao mình chết, đó là chết oan. Dạ tội cho cổ quá ông ơi. Bây giờ hồn cổ cứ giấc dưỡng như thế này thì sẽ bị hồn siêu lạc phách, không đầu thai được đâu ông. Cô gái à, sao còn trẻ mà yếu mạng quá vậy? Cô ráng nhớ lại coi vì sao mà mình bị chết. Dạ con nhớ rồi. Con nhớ là hôm đó con thấy một gói cơm chiên tỏi ở trên bàn, con thấy ngon quá cho nên con ăn, rồi tự nhiên con chết luôn à. Ăn cơm mà chết à? Sao vô lý vậy? À con biết rồi. Chúng ta ông thổ địa làm ơn giúp cổ một lần. Cổ đã 3 ngày dắt dây dắt dưỡng ở ngoài rồi. Nếu không giúp nữa thì cổ sẽ không nhập xác được đâu. Với lại cha cô ấy đắc tội với ông mà. Đâu phải cô ấy đắc tội với ông đâu mà phải khổ sở như vậy phải không? Ta đã nói rồi, ta không thể. Ông hứa ông ban cho con một điều ước, ông nhớ không? Nhớ. Nhưng mà ngươi đừng nói ta là ngươi muốn. Dạ con muốn ông thực hiện điều ước cho cô ấy. Tại sao lại thực hiện điều ước cho cô ấy? Ngươi nên nhớ nghe, ta chỉ cho ngươi ước của một lần thôi nghe, dù là hoàng sanh cứu tử đi nữa nghe. Dạ xin ông hãy ban điều ước đó cho cô ấy, để cô ấy được sống lại đi ông. Tại sao ngươi không để cho ngươi mà lại để điều ước đó cho người khác? Dạ thưa ông, tại con thấy cô ấy là một cô gái hiếu thảo, biết thương kẻ nghèo khó nữa. Một người như vậy cũng đáng được sống để lo cho cha mẹ lúc tuổi già ông ơi. Ông nha ông. Dạ thưa thổ địa, con biết là
cha của con đã vô tình đắc tội với thần linh. Cha làm thì con chịu. Này, con xin phép được chịu tội thay cho cha của con. Nhưng mà con xin ông hãy tha tội cho cha con, để cha con có cơ hội ăn năn sửa chữa lỗi lầm của mình. Còn bây giờ con sẽ ra đi. Nhưng mà cô định đi đâu? Dạ, con sẽ về để lạy cha mẹ con lần cuối. Rồi con đi. Con biết nếu con ở đây lẩn quẩn với anh Minh thì anh sẽ bị giảm tuổi thọ và sẽ chết. Con không muốn hại người tốt như vậy. Ông à, ông, cô xin ông, ông hãy thực hiện điều ước đó với cô ấy đi ông. Đi ông. Thôi được rồi, ta sẽ cứu cô ấy. Nãy giờ ta muốn thử cái sự hiếu thảo của cô ấy đối với cha mẹ như thế nào. Thôi, ta thấy cô là một cô gái ngoan hiền. Cô là một đứa con hiền lành hiếu thảo, có lòng nhân đức, biết tôn trọng bề trên. Ta sẽ cứu cô để về đoàn tụ với gia đình. Nhưng dạ, mà cô nhớ khuyên cha mẹ cô phải tích đức để cho con cháu được hưởng phước về sau. Nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Còn ngươi nữa, đến giờ ta cũng phải đi rồi. Ngươi phải nhớ lời ta khuyên ngươi, phải ăn ở cho có đạo đức, hãy giúp đỡ cho người nghèo khó, rồi ta sẽ phù hộ cho. Dạ. Nghe chưa? Con đội ơn ông. Một điều này nữa, điều ta cho ngươi ước á là ta đã trả xong rồi, không còn ai nợ ai, nghe chưa? Dạ, con đội ơn ông. Con đội ơn ông. Còn cô gái, đến lúc ta cũng phải đi rồi, hãy mau sớm về đoàn tụ với gia đình đi. Cha mẹ cô đang trông đợi cô đó. Ta đi à. Ông ơi, có đội ơn ông, có đội ơn ông. Thanh, nay tạ bàn hương án xin tạ lỗi thần linh. Nếu như vô tình tôi mạo phạm, xin tha thứ. Tôi hứa sẽ xây dựng lại miếu và thờ cúng đàng hoàng. Xin hãy tha tội cho con gái tôi được bình an. Tôi hứa sẽ phát triển cứu giúp người nghèo. Nếu có bắt tội chết, tôi cũng cam lòng. Ngươi còn nhớ ta không? Ông, ta là thổ địa cai quản cái vùng đất này. Ra đây là thần thổ địa mà con đã vô tình mạo phạm. Xin tha tội, xin tha tội. Dạ, con hứa sẽ xây dựng lại miếu và nhang đèn đàng hoàng cho ngài. Dạ, xin ngài hãy ra tay cứu độ cho con gái Ngọc Lan của con được bình an. Dạ. Ta tới đây cũng vì cái chuyện đó. Dạ. Con gái Ngọc Lan của ngươi rất là nhân đức hiền lành. Dạ. Cho nên sống rất thọ. Dạ. Ta báo cho gia đình ngươi một tin mừng. Các ngươi sẽ có rể quý. Dạ. Ráng chăm lo săn sóc cho cậu ấy để sau này hưởng phước, nghe chưa? Dạ. Dạ, cảm ơn thần linh, con tạ ơn thần linh. Ủa? Dạ. Dạ, dạ, con xin hứa, dạ. Lạy trời đất, dạ. Ông ơi!
Ông ơi, con gái mình tỉnh rồi ông ơi. Tỉnh rồi. Ôi trời đất ơi con. Trời đất ơi con tỉnh rồi hả con? Dạ tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. Dạ. Ông ơi, cái gì? Dạ, thưa ông, thưa bà, ở ngoài trước á có một chàng trai tự xưng là Hoàng Minh, xin được gặp cô Ngọc Lan à. Ủa, con gái ta mới vừa tỉnh vậy, ai biết mà đi tìm chứ. Dạ thưa cha mẹ, huynh đó là ân nhân đã giúp con đi gặp thần thổ địa. Lúc con gặp thần thổ địa, con đã xin ngài tha thứ và xóa bỏ hết mọi lời nguyền của gia đình mình để cho con có thể được trở về chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi xế chiều. Vậy hả con? Bà ơi, như vậy đây là chàng rể mà thần thổ địa đã nói với tôi đó. Vậy hả? Ừ. Vậy thì ông tôi mời vô đi còn chờ gì nữa. Dạ, con. Dạ, dạ. Cho mời vào. Dạ. Lẹ lên, lẹ đi, lên. Đi con, đi con, mau xuống. Đi con. Con ngồi xuống đây đi. Mời huynh vô đây. Dạ, thưa ông, đây ạ. Dạ, chào ông bà. Con đến đây để chúc mừng cô Ngọc Lan đã về đây đoàn tụ với gia đình. Ta đã nghe con gái ta kể về cậu rồi. Ta tạ ơn cậu đã cứu mạng con gái của ta và gia đình của ta. Gia đình. Dạ. Chuẩn bị yến tiệc. Dạ.